chương một thiếu niên làng trài tại một làng trài vắng vẻ nào đó thuộc việt châu nước đại tề một cỗ xe ngựa được trang hoàng đầy những gấm vóc xa hoa mỹ lệ rừng bánh đứng lặng chờ quanh xe có mấy kỵ sĩ si áo đen tay mang đao và không ít nam nữ thôn dân đứng chen chúc nhau vây xem với bản mặt lộ rõ vẻ hưng phấn đồng thời không ngừng túm năm tụm ba to nhỏ bàn chuyện là kim gia thật sao phủ thành kia có đúng là kim gia không đó chắc không sai đâu trông những tiêu ký màu vàng được thêu trên y phục những người kia đi Ngoại trừ Kim gia ở phong thành thì khắp phủ khai nguyên này chẳng thể có nhà nào khác nữa. Chật chật, thật là không ngờ. Thạch Đình hồi trước từ biệt vợ con, đi biển biệt mất tâm tích cả 10 năm, sớm bị xem là đã bỏ mạng nơi đất khách mà chẳng nghĩ được hắn lại bước chân được vào Kim gia lại còn phái người quay về đón Thạch Mục nữa. Đang tiếc là mẹ Thạch Mục đã ốm chết nhiều năm trước rồi, nếu không hai mẹ con nó từ nay về sau có thể hưởng vinh hoa phú quý khó ai bị rồi. Vinh hoa phú quý, cái này cũng chưa chắc nha mới rồi ngươi không nghe lão đầu kim ra gọi sao, Thạch Đình sớm đã là rể kim ra rồi, nếu mẹ Thạch Mục còn sống thì chỉ e Thạch Đình cơ bản sẽ chẳng dám phái người về đón Thạch Mục đi đâu đâu. Nói gì thì nói, Thạch Mục xem như từ giờ hết khổ rồi, hôm qua còn là trẻ mồ côi, hôm nay lại biến ngay thành đại thiếu gia nhà họ kim. Cha ta bệnh nặng nằm liệt giường, ta còn có một đứa em sao? Thạch Mục nhìn chằm chằm lão giả áo xanh trước mặt, chậm rãi hỏi. Thạch Mục chỉ mới 14 nhưng vì quanh năm phơi mình nơi gió biển thổi vào nên làn da hơi đen bóng, mắt to mày rậm, thân hình cao hơn bạn bè cùng trang lứa đến nửa cái đầu, tấm áo cánh cũ nát hắn vận mơ hồ phô ra những thớ cơ bắp cường tráng trên cơ thể đem đến cho người khác một thứ cảm giác tràn ngập vẻ kiệt ngạo bất tuân. Đúng vậy, lão gia lần này lâm bệnh rất năng, nhiều khả năng không gắng ngượng nổi nên phu nhân mới phái lão nô đến đây đưa Thạch thiếu gia đến để có thể gặp mặt lão gia lần cuối. Lão giả áo mỉm cười đáp: phu nhân nếu như ông ấy ruồng bỏ mặc mẹ ta bao năm như vậy thì giờ cần gì phải đến nhận mặt đứa con này ngươi về đi ta sẽ không đi với ngươi về kim gia đâu thiếu niên xa sầm nét mặt không chút do dự từ chối khổ chỉ e thạch hiếu gia đã hiểu lầm lão gia kỳ thực lão gia trong suốt nhưng năm qua không trở về thôn là do có nỗi khổ tâm chỉ cần thiếu gia đến gặp mặt lão gia là mọi hiểu lầm đều có thể xóa bỏ hết đó lão già nghe vậy liền ho nhẹ một tiếng rồi tiếp lời hư lão có mồm năm miệng mười cũng chẳng thay đổi được việc ông ấy đã vứt bỏ vợ con đừng có phí lời nữa thiếu niên hừ lạnh một tiếp rồi trả lời không chút khách khí lão giả áo xanh nghe đến đây thì chân mày nhíu lại trông kỹ cậu thiếu niên một lượt cuối cũng bỗng nhiên như có quyết định đoạn cất lời ở thị trấn mấy năm nay có phải thiếu gia đi mua thảo dược thuận lợi một cách khó tin không mặt khác lý giáo đầu quản lý võ quán của thị trấn khi truyền thụ võ công quyền cước cho thiếu gia thu phí ít hơn nhiều so với các đệ tử khác phải không còn nữa thạch hiếu ra sau khi ra biển đánh cá xong hàng mang ra thị trấn có phải nhanh chóng được người ta mua hết sạch mà lại có rất ít người mặc cả đúng không ý của lão là những chuyện đó đều do ông ấy sắp xếp cuối cùng sắc mặt người thiếu niên cũng thay đổi xong hắn lạnh lùng hỏi lại có phải lão ra sắp xếp hay không thì ta không rõ lắm nhưng những điều trên đều là do chính miệng phu nhân căn dặn lão nô đi làm đó lão giả áo xanh mỉm cười đáp người thiếu niên nghe đến đây thì sắc mặt không yên mất một lúc cuối cùng để lộ ra vẻ hơi do dự phải rồi, thạch thiếu ra chẳng phải trước giờ vẫn luôn tu luyện thuật luyện thể sao, xem ra là rất muốn trở thành võ giả chân chính. Trước lúc đến đây, phu nhân đã từng dặn dò lão nô rằng chỉ cần thiếu ra chịu đi gặp lão ra thì phu nhân sẽ nghĩ cách cho thiếu ra một vé tham gia thi vào võ viện khai nguyên, nhưng đến khi ấy có trúng tuyển được hay không thì phải trông vào năng lực của thạch thiếu ra rồi. Lão giả áo xanh cuối cùng cũng tung ra con bài tẩy của mình trong chuyến đi này. Thiếu niên trầm mặc một hồi lâu xong mới hở hững đáp ba ngày sau lão lại đến đi khi đó ta cho sẽ cho lão một câu trả lời thỏa đáng được vậy ba ngày nữa lão sẽ tới nhận câu trả lời lão giả áo xanh thấy thế liền biến tâm ý hắn đã định nên lão cũng không khuyên bảo gì thêm nữa mà lập tức hơi khom người nói lời cáo từ thanh quản sự chúng ta cứ thế mà về thật sao chi bằng cứ dùng sức mà cưỡng chế lôi hắn đi là được mà cần chi phải tốn thời gian đến thế chứ trong đám kỵ sĩ cưỡi ngựa đi quanh chiếc xe mới rời làng trài một gã dáng người khôi ngô không nhịn được, mở miệng hỏi. Người nói bậy gì đó, thạch hiếu gia tuy không mang họ kim, nhưng là con ruột của lão gia. Chúng ta lần này tới đây, chỉ cần đưa người về một cách ổn thỏa là được, quyết không thể để lộ ra bất kỳ ý khinh khi, biếng nhắc nào. Bằng không, với tình cảm của phu nhân và lão gia, chúng ta tuyệt chẳng có cách nào trả lời được đâu. Lão giả vận thanh sam nghe xong liền sầm mặt xuống, là tiểu nhân đầu óc hồ đồ, gã ký sĩ cường tráng nghe vậy liền lộ ra vẻ sợ hãi đúng lúc này bên cạnh đường bỗng nhiên thấp thoáng thấy có bóng người rồi một kỵ sĩ cũng vận đồ đen thình lình xuất hiện bước tới trước lão giả đoạn khom người rồi vội vàng bẩm báo thành quản sự các huynh đệ ở quanh đây phát hiện người của ngũ lão gia biêu thị huynh đệ người xem nên xử lý thế nào hư xem ra tên ngũ lão gia bên đó không hề bỏ toan tính ban đầu biêu thị huynh đệ đều là hậu thiên võ giả sơ kỳ chỉ ta đối phó được đã thế thì các người hãy chờ ở đây người dẫn đường ta tự mình đi một chuyến giải quyết bọn chúng cho xong chuyện. Lão giả vận thanh sam sau một thoáng trao mày suy nghĩ liền nói dứt khoát. Dạ, tên kỵ sĩ mới tới khẽ động thân mình, tức thì xoay mình lướt nhanh về phía mà y từ đó xuất hiện. Chỉ nghe véo một tiếng, đã thấy lão giả áo xanh từ trên ngựa bay xuống đoạn vọt theo tên kỵ sĩ kia. Thân hình lão lướt nhẹ nhàng phiêu đáng một cách khó tả tạo cho người ta cảm giác mơ hồ như không trọng lượng vậy. Tên kỵ sĩ cường tráng cùng mấy tên khác thì vẫn yên vị quanh xe ngựa, thành thành thật thật đứng chờ. Buổi đêm, trên một gò đất vô danh nào đó cách làng trài một dặm, dưới ánh trăng mờ ảo, Thạch Mục đang một mình quỳ trước một mộ phần có phần sơ sài, chỉ như một mô đất nhô lên, trước mộ phần cắm một bia đá màu vàng nhạt, trên mặt bia thình lình viết lớn màu đen. Mộ của Vương Thị, con dâu nhà họ Thạch, mẹ, người trăm triệu lần cũng chẳng thể ngờ được rằng cha không những không chết mà trái lại, bên ngoài ông ấy lại cưới người khác. Có điều người yên tâm, chuyện con đã hứa khi trước nhất định con sẽ làm được. Khi trước cha lấy mộng tưởng trở thành võ giả là cái cớ rời bỏ mẹ, nhưng Mục Nhi nhất quyết sẽ trở thành võ giả chân chính, hơn nữa còn là võ giả mạnh nhất trên đời để người yên tâm nhắm mắt nơi cửu tuyền. Người thiếu niên lầm nhầm mấy câu trước mộ phần xong liền đứng lên hoạt động tay chân đoạn bắt đầu luyện quyền trước ngôi mộ. Theo những tiếng lách cách của xương khớp vận động, động tác của hắn từ chậm hóa nhanh, thân hình như hổ. Sau thời gian uống cạn một chén trà, chỉ thấy khắp quanh người hắn là những bóng quyền liên tục chuyển động đồng thời đất cát quanh đó đều bị cuốn lên tạo thành một tầng bụi màu vàng bao bọc quanh thân hình người thiếu niên. Phèo, từ trong cái lồng bụi kia, một bóng người vọt ra đồng thời mạnh mẽ đấm một cái tạo ra một dấu quyền to bằng miệng bát trên thân cây. Dâm, một tiếng động lớn vang lên, đại thụ rung lắc một trận kèm theo đó là vô số cành lá rất là tả xuống, đồng thời trên thân cây thình linh có thêm một dấu quyền sâu chừng nửa tấc. Thạch Mục nhìn chằm chằm dấu quyền trên thân cây rồi nhíu mày lại. Bộ quyền pháp này là bộ duy nhất mà hắn học được từ võ quán trên thị trấn, nó cũng là bộ võ công dùng tôi luyện thân thể được lưu truyền rộng rãi nhất. Theo lời giáo đầu của võ quán, với độ sâu của dấu quyền mà hắn lưu lại trên thân cây kia thì giờ hắn phải đạt tới tầng 7 tôi thể, chỉ còn cách mức đại thành trong sách ghi lại có hai tầng thôi. 7 tầng này tính ra cũng đã tiêu tốn của hắn mất 4 năm. Phải biết rằng, cái câu nghèo văn giàu võ tuyệt không phải không có đạo lý. Ngày hắn quyết định bắt đầu tập võ liền đóng luôn cho võ quán ba lượng bạc làm học phí cơ bản, đủ cho năm, sáu tháng học, chi phí này thực chất thấp hơn so với yêu cầu đóng góp từ các đệ tử khác nhiều, việc này do nhiều nguyên nhân. Có điều là từ khi bắt đầu tôi thể đến giờ, tiêu phí tắm thuốc khiến cho thu nhập từ đánh cá của thạch mục đều đổ vào đó khiến cho hắn thường xuyên rơi vào tình cảnh không xu dính túi, nhà cửa thì sơ sài, nghèo rất mồng tơi. Dù thế, biểu hiện của thạch mục cũng đã khiến cho mọi người trong võ quán phải kinh ngạc mấy vị giáo đầu lại càng lấy làm lạ mà khen ngợi không thôi còn cho rằng hắn có căn cốt thượng cấp là thân thể trời sinh để luyện võ ngẫm kỹ lại dù cho trong thời gian ở võ quán hắn đã nhiều lần mới dược sư phối chế thuốc nước để mình dùng tôi thể thế nhưng vốn tiền ít ỏi của hắn sao có thể thực sự mua được linh thảo đúng nghĩa trên cái thị trấn kia chứ thứ mà hắn dùng đa phần chỉ là thảo dược thông thường chỉ cho hiệu quả tôi thể cực kỳ thấp nghĩ đến đây thạch mục không khỏi thầm thở dài dù trong thời gian ngắn đã có thể đạt tới tôi thể tầng 7 nhưng tự thân hắn hiểu rõ, căn cốt bản thân có lẽ hết sức bình thường, sở dĩ có được kết quả kia là nhờ hai năm trước hắn gặp được một cơ duyên khó ngờ. Đây cũng là một phần nguyên nhân khiến khi ban ngày hắn không có đáp ứng thỉnh cầu tới kim gia của lão giả vận thanh sam kia ngay. Ngẫm ngợi đến đây, hắn liền ngẩng đầu thoáng nhìn vầng trăng mờ tỏ trên bầu trời một chút đoạn xoay người chạy như bay xuống chân núi. Một khắc sau, thạch mục đã xuất hiện ở một giải đá ngầm vô danh cạnh bờ biển sau khi phù phù hít hà hai hơi liền nhảy tùm xuống biển rồi đoạn như một chú cá lớn quẫy đạp lặn sâu xuống phía dưới rất nhanh sau đó hắn đã lặn xuống chỗ sâu ba bốn trượng đột nhiên một màn kinh người xuất hiện nước biển vốn đang âm u tăm tối như pha mực lại thấy có ánh sáng mờ mờ hơn nữa càng lúc càng thêm sáng rõ soi sáng rõ một vùng biển nhỏ quanh đó thạch mục chẳng có chút kinh ngạc nào cảnh tượng này chỉ thấy hắn vẫn tập trung nín thở đồng thời quẫy đạp lặn sâu xuống mấy mét nữa thì hai chân thình lình chạm vào đáy cát, cũng chính là địa điểm hắn muốn đến. Lúc này mới có thể thấy rõ, thứ tỏa ra ánh sáng mờ ảo kia rõ ràng là mười mấy cái vỏ sò lớn chừng bàn tay bám quanh một khối đá ngầm khổng lồ cao chừng 7-8 trượng, đồng thời thời sáng nhấp nháy liên tục. chương 2, bạn nữ tặng châu. Thạch mục không hề để ý đến những cái vỏ sò phát sáng kia mà chỉ tập trung lặn nhanh đến bên cạnh khối đá ngầm khổng lồ, tiếp đó khai động một tay, vỗ nhẹ bịch bịch mấy cái lên đó một tiếng phực vang lên mang theo một đám xương máu từ khối đá ngầm tuôn ra, linh động như vật sống, bay nhanh xung quanh thạch mục vài vòng rồi lặng lẽ chui vào trong người hắn. Thạch mục sau khi hút đám xương máu kia, tinh thần cực kỳ phấn chấn, thân dưới nước sâu mà có thể hít thở một hơi dài, chẳng khác gì loài cá há mở miệng hô hấp một cách tự do. Tiếp đó hắn khẽ động thân mình, bơi nhanh đến phía sau khối đá rồi đào bới trong đám cắt biển ra một bộ rùi đục xong liền bắt đầu chăm chú đục đẽo chỗ dưới khối đá ngầm dưới ánh sáng mờ mờ vẫn có thể trông thấy rõ, có một con trai lớn bằng vải nước đang bị đè chặt dưới khối đá khổng lồ, toàn thân nó trắng tinh như ngọc, không hề pha tạp chút màu sắc nào khác. Chỉ có điều quá nửa phần vỏ của nó bị đá ngầm đè lên nên chẳng cách nào nhúc nhích được, phần di động có chăng chỉ là từng điểm sáng bạc nhấp nháy ở trên vỏ rồi tắt đi. Phần dưới khối đá ngầm khổng lồ kia không ngờ lại bị rỗng đến 8, 9 phần 10, hơn nữa có thể thấy từ đáy biển, dòng nước khẽ lưu động như có mạch nước ngầm làm sói mòn phần dưới khối đá. Sau thời gian một nén nhang không ngừng đục đẽo, Thạch Mục đã bắt đầu có cảm giác mệt mỏi. Ngay sau đó hắn liền nín thở, dừng tay rồi quay lại phần mặt khối đá lúc trước đã vỗ rồi lại vỗ thêm vài cái nữa. Cự trai ở dưới nghe thấy tiếng này, tức thì ánh sáng bạc ngoài vỏ nó chuyển động liên tục một lúc rồi vẻ như gắng ngược, vỏ trai khẽ mở ra một chút, tức thì từ miệng trai một đám sương máu tiếp tục phun ra. Cảnh tượng lúc trước lập tức tái diễn, sau khi hấp thụ đám sương máu vào trong người, Thạch Mục tiếp tục hít thở bình thường lại sách búa với đục bơi về chỗ cũ rồi tiếp tục cắm cúi gõ gõ đục đục. Con trai màu trắng ở dưới khối đá ngầm này được hắn phát hiện từ 2 năm trước, kết quả là sau khi vô tình hấp thụ đám xương màu thì thạch mục liền có được khả năng hít thở bình thường dưới nước một cách tạm thời. Hắn cực kỳ kinh ngạc, vui mừng vì hiểu rằng cự bạc này chẳng phải thứ thường nên bây giờ mới vác búa đục trở lại chỗ này, tính khoét đi một phần khối đá hỏng cứu nó ra. Cũng hay là cự bang kia rất có linh tính, dường như biết được thạch mục đang tìm cách cứu mình nên mỗi lúc hắn không thở nổi nó sẽ phun ra một đám xương máu để hắn có thể hô hấp bình thường trở lại. Có điều khối đá ngầm này thực sự quá lớn, thêm nữa là dù thạch mục có thể thoải mái hít thở nhưng khi ở dưới nước hắn cũng không thể phát ra được lực mạnh lại thêm khối đá kia lại cứng rắn khó bì, thế nên mới có chuyện kiên trì mất 2 năm, tốn bao công sức vất vả hắn mới tiếp cận thành công. Trong khi ở dưới này, thạch mục phát hiện ra xương máu mà cự bảng phun ra lại có điểm huyền diệu khác thường vượt xa dữ liệu trước kia. Trong hai năm qua, theo số lượng xương máu được hắn hấp thụ vào người không ngừng tăng lên, thời gian hít thở sau khi hấp thụ một đám xương máu ban đầu vốn rất ngắn nay đã thừa đủ cho thời gian một nén nhang. Đồng thời thạch mục còn phát hiện ra xương máu này không những giúp hắn có thể bơi lặn dễ dàng hơn mà với thân thể cũng có điểm lợi. Khi trước vì lý do thiếu khuyết dược liệu phụ trợ mà việc tôi thể của hắn cứ dậm chân tại chỗ, thế mà sau khi có xương máu thì cứ thể luyện một mạch từ tầng 4 lên tầng 7, thêm nữa là rất nhiều sự việc hắn vốn không nghĩ không ra giờ lại dần sáng tỏ tựa như là thứ kia cũng có hiệu quả nhất định trong việc gợi mở cho mộ tính điều này khiến tâm tính của hắn trưởng thành hơn nhiều so với bạn bè cùng trang lứa nếu không vậy thì làm sao một thiếu niên mười mấy tuổi lại có thể có biểu hiện bình tĩnh tỉnh táo như thế trước mặt lão giả vận thanh sam kia được lúc này đây sau khi đã vất vả bận rộn cả nửa đêm họ thạch mới vác tấm thân mệt mỏi rời đáy biển trở về căn tròi của mình nơi làng trài theo thói quen cũ cứ mỗi lần từ đáy biển xong trở về, hắn phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mất mấy ngày mới có thể trở lại nơi đó lần nữa, nhưng với tình thế hiện giờ thì tự nhiên chẳng thể như thế được. Buổi tối ngày hôm sau, vẫn chỗ bờ biển đó, chàng thiếu niên lại một lần nữa lặn xuống. Buổi tối ngày thứ ba, sâu dưới đáy biển, ầm một tiếng, một vài hòn đá vụn lăn xuống rồi cả khối đá ngầm bắt đầu rung lên rồi khẽ chậm rãi nghiêng qua một bên. Cự trai vốn bị khối đá đè chặt ở dưới, sau khi thấy một quầng sáng bạc bừng lên từ vỏ, cũng đang liều mạng lắc lư thân thể. Xong, Thạch Mục thấy thế cực kỳ vui mừng đồng thời lắc người, hai tay khô nước bơi sang chỗ khác tránh bị khối đám kia đổ vào. Tiếng nổ không ngừng vang lên, khối đá kia đã đổ nghiêng quá 45 độ, chỉ chốc lát nữa thôi sẽ nằm hẳn xuống, cự trai phía dưới thấy vậy liền gắng gượng thoát ra. Nhưng đúng lúc này, một mạch nước ngầm chẳng biết đâu ra thình lình phun mạnh theo hướng ngược chiều đổ của khối đá. Sau một tràng những tiếng nổ ầm ầm, khối đá vốn đã nghiêng đổ kia lại lắc lư một hồi rồi đột nhiên trở lại vị trí của một cách quỷ dị còn cự trai đã thoát được một chút giờ lại đứng trước nguy cơ bị đè lại không hay rồi thạch mục thấy thế chẳng cần nghĩ liền lập tức khẽ quát một tiếng nhanh chóng trầm hông hạ thấp trọng tâm tiếp đó hắn dậm mạnh hai chân cho lún sâu hơn nửa thước xuống cát rồi liên tiếp tung mạnh hai quyền về phía khối đá ngầm bịch bịch hai tiếng trầm đục vang lên nắm đấm của người thiếu niên mạnh mẽ đập lên vách đá nước biển xung quanh theo đó quay cuồng một hồi khối đá ngầm khổng lồ thoáng rung lên, kế đó thế đẻ lại chỗ cũ của nó cũng chậm lại khá nhiều. Cự bạc nhân cơ hội này lần nữa phát ánh sáng chói lòa quanh thân rồi nhoáng cái bất ngờ biến mất khỏi chỗ đang nằm. Thạch mục lão đảo đưa thân thể nặng nề lùi lại mấy bước, hai tay đau đớn bầm dập đang dòng dòng chảy máu, miệng hắn phun ra một ngụm máu rồi hai mắt đột nhiên nhắm lại, ngất xỉu tại chỗ. Đúng lúc này, nước biển quanh người thiếu niên hơi động, đồng thời cự bảng lại nổi lên từ nơi có ánh sáng trắng mờ mờ, Hai cái vỏ từ từ hé ra rồi từ trong đó một nữ đồng tí hon ôm một viên châu màu đỏ máu hiện ra. Nhìn dung mạo thì nữ đồng tí hon này mới chỉ khoảng 6, 7 tuổi, cao hơn 3 tấc, thân vận một cái yếm lụa mỏng, da trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo dị thường, cô bé lúc này đang đưa đôi mắt đen láy như hạt nhãn quan sát kỹ càng tên thiếu niên với hai cánh tay đầy máu nằm hôn mê, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi lộ vẻ cực kỳ cảm kích. Cô bé khẽ động cánh tay như ngó sen, giơ viên châu màu đỏ máu lên thật cao tức thì từng vòng sóng ánh sáng từ đó tỏa ra khắp bốn phương tám hướng. Sau một khắc, theo những tiếng rẹt rẹt vang lên, có vô số những vỏ sò lớn nhỏ khác nhau từ đáy biển ào ào nổi lên đồng thời bay nhanh tới, vây quanh thân mình người thiếu niên rồi chậm chậm nâng hắn nổi lên mặt nước. Không lâu sau đó, một chỗ trên mặt biển nước bỗng nhiên như tách đôi, thạch mục theo đó cứ thế nổi lên. Đám sò sau đó theo một phành liền tản ra rồi lặng lẽ chìm sâu xuống đáy biển. Ánh sáng bạc bừng lên rồi tắt đi để hiện vỏ sò so khổng lồ nổi lên cạnh người thiếu niên, hai cánh vỏ mở ra khá lớn rồi nữ đồng tí hon kia một lần nữa hiện ra. Sau khi đưa mắt nhìn họ thạch một lúc, thấy hắn vẫn nguyên dạng hôn mê bất tỉnh, cô bé lại nhìn viên châu trong tay, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ do dự, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng một cái đoạn ném viên châu trong tay sang người thiếu niên. Viên châu quay tròn một vòng phía trên người thiếu niên xong phát ra một tiếng phốc, tức thì một đám xương máu khá lớn phun ra. Mấy ngày sau, nữ đồng xuất hiện trên mặt biển cách chỗ cũ mấy vạn dặm, thân hình cô bé vẫn nhỏ xíu không lẫn vào đâu được, nhưng ở bên cô bé lại có thêm một mỹ phụ vận cung trang màu lam. Hai người đứng trên một con rùa đen khổng lồ to bằng cả gian phòng, nhắm phía biển cả mà lướt tới, hai bên bọt nước trắng xóa cuồn cuộn tung bay. Mỹ phụ vừa nắm tay nữ đồng vừa dùng ánh mắt yêu thương nhìn ngắm, miệng không ngừng nói như giảng giải. Nhà đầu, nếu lần này không gặp ta thì e rằng con đã gặp điều bất chắc rồi. Cha cha, thiên bảng linh nữ, đây chính là thuật sĩ hành thủy trời sinh, cũng là sự việc khắp Đông Hải này ngàn năm mới thấy. Xem ra trời định thủy tộc chúng ta sắp tới lúc phát dương quang đại rồi. Phải rồi, nhà đầu, con tên là gì, vì sao không thấy linh châu của con vì trong lời đồn thì thiên bảng linh nữ nào khi sinh cũng có sẵn một viên linh châu, đấy chính là tài liệu tuyệt hảo để luyện chế pháp khí. Chi chi, nữ nồng, miệng phát ra những âm thanh ríu rít, đồng thời đôi tay nhỏ nhắn không ngừng hướng về phía Mỹ phụ mà khua múa như thể hiện điều gì đó. ô con tên hương châu tặng linh châu tặng người khác người đó là ân nhân cứu mạng ngươi ừm biết ơn mà báo đáp là điều nên làm cái gì là người của nhân tộc lại còn là một nam tử nhà đầu con nhớ kỹ đây nam tử nhân tộc đều không đáng tin lần sau gặp phải thì cứ một trưởng đánh chết luôn đi cùng sư phụ lấy lại hạt châu kia cái gì người nói linh châu kia trong thời gian dài ở đáy biển đã bị một đám quái huyết làm dơ bẩn nên không còn tác dụng ừm thì ra là vậy bỏ đi coi như tiện nghi cho gã nhân tộc kia, nhưng sau này không cho phép con gặp hắn nữa. Theo tiếng người Mỹ phụ càng lúc càng nhỏ, còn rùa khổng lồ chở hai người từ từ tiến ra phía xa trên biển, cuối cùng hóa thành một chấm đen rồi biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt. Thạch mục trong lúc mơ màng chỉ cảm thấy khắp người nóng như bị thiêu trong lò bát quái, huyết dịch trong cơ thể như sôi trào, miệng lưỡi khô đắng dị thường. Thình lĩnh bỗng thấy hắn hét lớn một tiếng rồi đột nhiên ngồi bật dậy. Hắn nhận ra bản thân đang ngồi trên bờ biển, bốn phía xung quanh cực kỳ im ắng, không hề thấy có bóng dáng người nào khác hắn thoáng ngạc nhiên chốt lát xong liền theo bản cúi đầu nhìn xuống khuôn mặt lập tức hiện lên vẻ kinh hãi chỉ thấy mu bàn tay vốn nát tươm của hắn giờ này đã hoàn toàn lành lặn như mới không hề có chút thương tích thạch mục kinh ngạc vừa lật tới lật lui hai bàn tay để nhìn cho kỹ vừa cảm nhận sự khác thường của dòng máu chảy trong cơ thể trên mặt hắn không khỏi hiện đầy vẻ ngờ vực sau một hồi suy ngẫm đánh giá xong hắn như sực nhớ tới điều gì đó hai tay đột nhiên lục lọi khắp người một lượt Kết quả là sau thoáng tìm kiếm, hắn liền lôi từ vạt áo trước ngực ra một viên châu óng ánh lớn cỡ ngón tay cái. Đây là, tuy có vài điểm còn hoài nghi, nhưng thạch mục có thể chắc chắn trước đó trên người mình tuyệt đối không có vật này. Họ thạch tự nhiên không biết rằng những đám sương màu mà cự bảng phun ra khi trước thực ra là do đám dị huyết ngoại lại tồn tại trong viên linh châu trên tay nữ đồng tạo ra. Chẳng qua trước đây đám dị huyết kia chỉ bị thạch mục hấp thu một phần nhỏ thôi, còn vừa rồi để trị thương cho hắn mà nữ đồng liền ép toàn bộ dị huyết ra hết giúp hắn chỉ nháy mắt đã khôi phục như lúc ban đầu. Bản thân viên linh châu kia do nữ đồng không hề áp chế dị huyết, khiến nó bị ô uế và mất đi linh tính nên lúc này nó chỉ còn là một viên dạ minh châu thượng đẳng mà thôi, nếu không vì nguyên do này chưa chắc nữ đồng đã để lại vật này cho hắn. Thạch mục nhìn ngắm, sờ nắn viên châu một hồi, cảm thấy vật này cực kỳ nhẫn mịn, hiểu là nó có giá trị không nhỏ nên liền cẩn thận cất kỹ bên người. Thời gian sau đó, hắn lại nhảy xuống biển, lặn tới chỗ đáy biển kia để tìm kiếm một phen, sau khi xác nhận chắc chắn cự bảng kia đã rời đi liền thoáng cảm thấy có chút buồn vu vơ vô cớ, nhưng rất nhanh ổn định tâm tình, trồi lên rồi quay trở về làng trài. Buổi sáng ba ngày sau, đám người hội lão giả vận thanh sam lại tìm đến làng trài. Không lâu sau đó, một chiếc xe ngựa màu đen được một tên kỵ sĩ hộ tống lướt nhanh ra khỏi thôn, cất vó nhắm thẳng hướng phong thành. chương 3, chân Di, nước đại tề nằm trên bán đảo phía đông đại lục Đông Châu, cùng khu vực với Viêm Quốc, Hoàng Quốc. Tất cả đều có mặt giáp Đông Hải minh mông rộng lớn, phía tây giáp hoang nguyên của man tộc, vì thế mấy năm nay ba quốc gia này đều liên minh với nhau tạo thế cùng tiến cùng lui. Đại tề nằm ở trung tâm bán đảo, bị hai nước kia kẹp vào giữa, nhưng lại là quốc gia mạnh nhất, được xưng tụng là có trăm vạn giáp sĩ được trang bị đầy đủ, kế đến Hoàng Quốc. Viêm quốc bị xem là quốc gia yếu nhất, ở Đại tề ngoài những nơi trực thuộc kinh thành thì khu vực còn lại được chia thành 9 phủ 36 châu. Mỗi châu lại quản lý người mấy tòa thành khác nhau. Còn như hương trấn thôn xóm thì nhiều không kể hết. Phong Thành là tòa thành đứng đầu Tuyền Châu, cũng là châu thành của địa phương này, dù đặt tại phủ Khai Nguyên cũng có thể đứng trong năm vị trí đầu tiên. Kim gia lại là một trong số những gia tộc đứng đầu Tuyền Châu. Ngoài vô số ruộng đất và trang viên ở ngoại thành, gia tộc này còn tham gia buôn bán dược thảo khoáng thạch nên được xem là thế lực có ảnh hưởng tới nửa Tuyền Châu. Toàn bộ những chuyện này đều là Thạch Mục nghe được từ miệng lão già áo xanh hiện giờ hắn đã biết đối phương là một quản gia ngoại sự của kim gia cũng có chút địa vị trong gia tộc ít nhất hắn có thể thấy được mấy tên kỵ sĩ của kim gia đều rất cung kính với lão đoàn người đi suốt một tháng mãi tới khi đi qua hai tòa thành mới tới nơi sau khi qua cửa bọn họ tiếp tục đi về hướng tây bắc phong thành thạch mục ngồi ở cửa xe ngựa chăm chú quan sát cảnh vật hai bên đường từ nhỏ hắn đã sống trong làng trài gần như chưa bao giờ đi xa ngay cả tòa thành lớn nhất hắn thấy cũng chỉ là huyện thành gần đó mà thôi. Phong thành không hổ là châu thành của tuyển châu, bên trong mặc dù cực kỳ phồn hoa nhưng lại có nét yên bình, khắp nơi đều tạo cho hắn cảm giác hài hòa. Hai bên đường là các tòa lầu các cao lớn, người đi đường cũng rất nhộn nhịp, không khí trong thành cực kỳ náo nhiệt. Thấy vậy nhưng trong lòng thạch mục lại cảm thấy vô cùng bình tĩnh, không hề có chút sao động. Xe ngựa cứ chậm chậm lăn bánh, mãi tới nửa canh giờ sau mới ngừng lại trước một tòa trạch viện trông khá bình thường. Thạch Mục nhảy xuống xe, nhìn qua hai tấm vải trắng treo hai bên cổng, sắc mặt hơi đổi, sau đó theo lão giả đi vào trong, mấy tên kỵ sĩ kia thì ở lại trong xe ngựa. Một lát sau, Thạch Mục đã tới một đại sảnh được trang trí toàn bằng vải trắng tạo thành tế điện, gặp một phu nhân toàn thân vận đồ trắng và một thiếu nữ chừng mười mấy tuổi. Vị phu nhân kia nhìn qua chỉ mới 28, 29 tuổi, dáng vẻ ung dung thanh nhã, vừa thấy Thạch Mục liền nói một cách bình tĩnh. Người đã tới chậm, mấy hôm trước cha ngươi đã qua đời ta không biết người nghĩ gì, có điều dù sao cũng là thân sinh cốt nhục, người hãy tới bái tế đi. Những chuyện khác nói sau. Mặc dù đôi mắt của thiếu nữ bên cạnh đã đỏ mỏng nhưng nàng vẫn hiếu kỳ nhìn vị huynh trưởng chưa từng gặp này. Còn thạch mục thì chỉ nhìn vào cỗ mục quan màu đen đặt ở đại sảnh, sắc mặt phức tạp. Phu nhân áo trắng thấy vậy cũng không lên tiếng thúc giục. Lão giả áo xanh kia thì nhân dịp này bước tới mấy bước, lại gần phu nhân áo trắng khẽ nói mấy câu rồi lặng lẽ lùi ra. Một lúc lâu sau thạch mục mới chậm rãi bước tới trước quan tài bình tĩnh nói mở nắp quan ra ta muốn nhìn mặt ông ấy lần cuối được phụ nhân kia vỗ tay hai cái từ hai bên đại sảnh liền có hai gã đại hán đi ra đẩy mở nắp quan tài để lộ một người đàn ông đang nằm lặng lẽ thạch mục cúi đầu nhìn nam tử trông giống mình tới sáu bảy phần sắc mặt tái nhợt mãi một lúc sau hắn mới lấy ra một tấm gương đồng từ bên hông nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh thi thể nam tử đây là phụ nhân áo trắng kia nhíu mày Ta không biết người cha này của ta có nỗi khổ gì mà có thể vứt bỏ mẹ con ta bao nhiêu năm không thèm trở về như vậy. Thế nhưng trước khi lâm chung mẹ ta có một nguyện vọng, đó là hy vọng có thể mai táng vật này cùng với ông ấy. Thạch mục chậm rãi nói, sau đó xoay người đi tới lò hương trước quan tài, dâng một nén nhang lên rồi mới quỳ xuống, dập đầu ba cái thật mạnh. Thấy vậy, phụ nhân mặc áo trắng cũng có chút xứng sờ như ngoài ý muốn, thế nhưng cũng không ngăn trở thạch mục đứng dậy, chỉ nhìn một quan không nói gì. Lúc này, phụ nhân lại vung tay lên hai gã đại hán kia lại đóng chặt nắp quan đi theo ta nơi này không phải chỗ nói chuyện khi còn sống cha ngươi có dặn ta nói với ngươi mấy chuyện phụ nhân áo trắng vừa nói vừa dẫn thiếu nữ đi ra nhà trước thạch mục nhíu mày lập tức đi theo nếu ngươi đã đồng ý dập đầu thì cũng không uổng ta nói thành quản sự gọi ngươi tới ta cũng không hy vọng ngươi có thể gọi ta là mẹ nếu được ngươi có thể gọi ta là chân di đây là muội muội cùng cha khác mẹ của ngươi tên là ngọc hoàn Ngọc Hoàn, qua đây chào huynh trưởng đi. Phụ nhân áo trắng tới đại sảnh rồi xoay người nói. Bái kiến mục ca ca. Thạch Ngọc Hoàn có một đôi mắt to tròn tràn đầy sức sống, đôi mày cong cong, sống mũi thẳng, miệng trúng chím làm cho người ta cảm thấy cực kỳ đáng yêu. Nàng nghe mẫu thân nói, bèn nhẹ nhàng gọi một tiếng, giọng nói thanh thúy dễ nghe. Thạch Mục khẽ gật đầu với thiếu nữ, miễn cưỡng cười với nàng. Tuy rằng cha người ở rể kim gia, thế nhưng khi còn sống cũng có một phần gia sản là trang viên ở ngoài thành ngươi là trưởng tử nên đương nhiên gia sản này đều do ngươi thừa kế. Ta và Ngọc Hoàn chỉ cần trạch viện trong thành này là được. Suy cho cùng thì ta cũng là người của Kim gia, chút tiền tài ấy cũng không thiếu. Ngoài ra, trước kia cha ngươi còn có công lớn với Kim gia, đây cũng là nguyên nhân khiến y mất sớm. Còn phần thưởng cho công lao này y vẫn chưa dùng tới, thế nên hiện giờ ta sẽ cho ngươi hai lựa chọn. Phụ nhân nói đến đây thì dừng lại một chút, Thạch Mục nhìn phụ nhân, cũng cảm thấy có phần ngoài ý muốn. Thứ nhất giống như thành quản sự từng nói với ngươi, đó là ta sẽ dùng phần công lao này để đổi lấy một viên khí linh đan từ Kim gia, để sau này ngươi có cơ hội gia nhập võ viện Khai Nguyên. Thứ hai là dựa vào thế lực của Kim gia để lấy một tước vị thấp ở Đại Tề, giúp ngươi không lo cơm áo sau này, thậm chí còn có thể hưởng vinh lộc tới đời sau nữa. Phụ nhân nhìn chằm chằm vào thiếu niên rồi tiếp tục nói. Tước vị thực quyền, Thạch Mục nghe vậy, nhíu mày hỏi, "Đúng, tước vị của Đại Tề chia ra làm công, hầu, tử, nam?" huân, mỗi một tước vị lại có thân phận và quyền lực tương ứng. Cao thì không nói, dựa vào phần công lao này và thế lực kim gia ta thì muốn một chức huân tước là không có vấn đề, hơn nữa còn có thể giúp ngươi tiến xa hơn nữa. Phụ nhân giải thích thêm, không cần, ta lấy khí linh đan. Thạch mục nghe xong liền trả lời không chút do dự, ngươi hãy nghĩ kỹ rồi mới quyết định, bởi nếu ta là ngươi, ta sẽ chọn thứ hai. Phụ nhân nghe vậy, trên mặt hiện lên một nét kỳ quái, khẽ nói. Lời này có ý gì? dường như thiếu niên đã nghe được một phần ẩn ý trong đó. Người biết được bao nhiêu về việc lĩnh ngộ khí tức và võ giả. Phụ nhân hỏi ngược lại, nghe khẩu khí của chân di, chẳng lẽ ngươi cũng là võ giả? Thạch mục có phần ngẩn ngơ hỏi, nghe vậy, phụ nhân không trả lời nữa, thân thể nàng chỉ nhoáng lên đã xuất hiện nơi một vách tường, cánh tay vừa nhấc lên, một thanh trường kiếm nạm vàng liền bay tới trong tay. Theo một tiếng xé gió, trường kiếm vung lên, biến thành vô số đạo kiếm ảnh. Lát sau, chợt hàn quang lóe lên, trường kiếm đã hóa thành một tia sáng cắm xuống vách tường, chỉ còn chuôi kiếm ở bên ngoài rung động không thôi. Thấy cảnh này, thạch mục lập tức trợn mắt há mồm. Đừng nhìn dáng vẻ này của ta, thực ra ta là một trong số ba võ giả đạt đến hậu thiên viên mãn của kim gia, nếu không thì dựa vào cái gì mà có thể lấy được một viên khí linh đan của kim gia chứ. Suy cho cùng thì mặc dù khí linh đan có giá trị vạn kim, nhưng thường thì có tiền cũng không thể mua được nó. Hơn nữa người chết cũng coi như đèn tắt, vậy nên công lao cha ngươi lập được khi còn sống dù có to lớn thì trong mắt mấy người của kim gia cũng không đáng để bỏ ra đan dược quý hiếm như vậy đây cũng là một trong những nguyên nhân ta khuyên ngươi nên từ bỏ khí linh đan cũng bởi việc ngươi muốn khí linh đan này sẽ dẫn tới một số người trong kim gia bất mãn trong khi ta chỉ có thể che chở ngươi nhất thời chứ không bảo vệ ngươi cả đời được dù có khó khăn gì đi chăng nữa ta cũng nhất định phải trở thành võ giả chân chính thạch mục không suy nghĩ mà nói ngay nếu đã quyết ý như vậy thì ta đây cũng không khuyên ngươi thêm nữa trước hết nói về chuyện này đi ngươi có biết phân chia cảnh giới trong võ giả không chân di thở dài rồi nói võ giả không phải chia thành tôi thể võ giả chính thức và võ giả hộ quốc ư nghe nói một khi trở thành võ giả hộ quốc mạnh nhất thì có thể ngồi ngang hàng với vương hầu đại thần thạch mục nói chuyện này chắc ngươi nghe được trong võ quán phải không danh xưng như vậy cũng không tính là sai có điều giáo đầu trong võ quán sợ rằng tu vi cũng chỉ tới hậu thiên mà thôi, sao có thể giảng cho các ngươi về phân chia cảnh giới thực sự của võ giả chứ? thân sắc của chân di như đã biết trước mọi chuyện, mong chân di chỉ điểm cái gọi là tôi thể võ giả chính thức võ giả hậu quốc chẳng qua chỉ là tên gọi trong miệng dân thường mà thôi. tên gọi các cảnh giới của võ giả ở đại lục đông châu này phải là võ đồ võ giả hậu thiên võ giả tiên thiên mới đúng. ba cảnh giới này cũng ứng với tôi thể võ giả chính thức võ giả hậu quốc. Giai đoạn võ đồ, bất kỳ kẻ nào cũng có thể tu luyện theo phương pháp tôi thể, thế nhưng với những người có căn cốt thấp kém thì sợ rằng cả đời cũng không đạt tới cảnh giới đại thành. Còn võ giả hậu thiên là sau khi lĩnh ngộ khí cảm có khả năng tu luyện ra chân khí. Lúc này do được chân khí hỗ trợ nên võ giả có đối mặt với giáp sĩ được vũ trang đầy đủ thì cũng có thể lấy một địch trăm, đây chính là võ giả chính thức trong miệng người thường. Còn võ giả tiên thiên là chỉ việc chân khí của võ giả đạt mức độ nhất định, thành công mở ra khí phủ trong đan điền hình thành chân khí tiên thiên của võ giả. Những võ giả tiên thiên này mới chính là cường giả của võ đạo. Có thể nói nôm na mười mấy võ đồ tu luyện tôi thể tới đại thành có thể giết chết võ giả hậu thiên, nhưng cả trăm võ giả hậu thiên liên thủ lại thường không làm gì được võ giả tiên thiên cả. Bởi khi tới cảnh giới này thì chân khí của võ giả tiên thiên đã có thể ly thể, cách không giết người. Trong lúc đó, võ giả hậu thiên cũng không thể lại gần được. Thế nhưng việc tiến nhập cảnh giới tiên thiên lại cực kỳ khó khăn, căn bản không phải người thường có thể làm được. Theo ta biết thì toàn bộ nước đại tề này cũng chỉ có tầm 7-8 người đạt đến đẳng cấp này mà thôi. Chân Di cẩn thận giảng giải cho chàng trai trẻ trước mặt. Võ giả tiên tiên ít như vậy sao? Thạch Mục giật mình nói. chương 4, Trang Viên. Cấp độ tôi thể càng cao thì tỷ lệ lĩnh ngộ khí cảm càng lớn. Nói vậy trả nhẽ 10 chưa đủ một hay sao? Sau khi nghe xong, Thạch Mục lập tức hít sâu một hơi. Tuy rằng đã sớm đoán được không phải người nào phục dụng khí linh đan cũng có khả năng lĩnh ngộ khí cảm thành công nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới tỷ lệ thành công lại thấp như vậy. Nếu như ngươi cảm thấy hối hận thì lời hứa của ta lúc trước vẫn còn hiệu lực đấy. Chân Di nhìn thẳng vào mắt thiếu niên đối diện rồi bỗng nhiên cười cười. Không cần, ta đã quyết định, thạch mục lắc đầu, nếu như vậy, một lát nữa ta sẽ chuyển giao khế đất trang viên ở ngoại thành cho ngươi. Ngươi hãy tạm thời ở lại nơi đó, ta sẽ để Kim Thành đi theo cạnh ngươi, về sau nếu có gì cần có thể trực tiếp liên hệ với hắn. Một năm sau, đến lúc Kim gia chuẩn bị đầy đủ khí linh đan, ta sẽ thông báo cho ngươi. Còn một việc phải nhắc nhở ngươi, giai đoạn này ngoại trừ học tập tôi thể, tốt nhất nghĩ cách luyện thêm vài môn công phu thực chiến. Thời điểm báo danh võ viện sẽ phải dùng đến. Kim gia tuy rằng cũng có mấy bộ võ công gia truyền nhưng đều không truyền cho người ngoài. Chân Di nghe vậy liền gật gật đầu rồi dặn dò một câu. "Đa tạ Chân Di, Thạch Mục cảm tạ một cách chân thành." Sau một khắc đồng hồ, họ thạch rời khỏi trạch viện, trong tay cầm chiếc hộp gỗ. Khuôn mặt lộ vẻ ngoài ý muốn, trong chiếc hộp này đúng là gia sản mà người phụ nữ kia lưu lại. Ngoài trang viên chiếm diện tích không nhỏ ở ngoại ô còn có 3-400 mẫu ruộng tốt nhất gần đó, một quán rượu nằm ở vị trí đắc địa trong thành cùng ngân phiếu 3.000 lượng. Thật không ngờ, chỉ trong một ngày, hắn đã biến thành một gã tài chủ sở hữu tài sản cách xù. Có điều Thạch Mục không biết, ngay khi hắn rời khỏi trạch viện không lâu, một người đàn ông trung niên cũng tiến vào đại sảnh, mang theo khí sắc giận giữ chất vấn chân di. Thất muội người thực không có ý định lưu lại viên khí linh đan kia cho cháu trai của mình mà muốn dành nó cho một ngoại nhân hay sao? Việc này là do chính miệng phụ thân đồng ý, như thế nào, huynh có ý kiến gì sao? Ta đương nhiên là có ý kiến, sự tình huynh đệ họ biêu, ta không nói tới, nhưng tiểu tử kia mang họ thạch chứ không phải họ kim. Dựa vào cái gì kim ra chúng ta phải tiêu phí tâm tư điều chế linh đan để cấp cho một ngoại nhân như nó? Chỉ cần ngươi nghĩ lại, phụ thân nhất sẽ không có ý kiến gì khác. Ngươi cũng không phải không biết, cháu ngươi lần trước lĩnh ngộ khí cảm thất bại, năm nay khó khăn lắm mới có vài phần nắm chắc cộng thêm lần này lại là thời điểm võ viện khai nguyên chiêu sinh. Nếu như bỏ lỡ khẳng định sẽ phải hối hận cả đời vì vậy nó không thể buông tha cơ hội lần này. Gương mặt nam tử trung niên vốn đã có chút hẹp dài, trong lúc giận dữ hai mắt càng nhìn như té lửa hừ dựa vào gì sao bằng vào việc phu quân ta chỉ có đứa con trai ruột duy nhất là nó bằng vào việc chàng đã từng cứu vớt gần nửa gia tài của kim gia chúng ta không biết như vậy đã khiến ngũ ca hài lòng hay chưa chân di hừ lạnh một tiếng rồi trả lời không chút khách khí được được rõ ràng không có bất kỳ liên hệ máu ngủ nào với tiểu tử kia nhưng ngươi lại muốn lấy tay bắt cá nếu đã như vậy huynh muội chúng ta về sau cũng không cần nói đến tình cảm gì nữa ta cũng không cầu cạnh ngươi nữa dù phải tán ra bại sản ta sẽ tìm cách mang về một viên khí linh đan cho cháu của ngươi nói xong lời này người đàn ông trung niên hầm hầm bỏ đi mẫu thân người định cứ để ngũ bá rời đi vậy sao người đàn ông vừa rời khỏi đại sảnh thạch ngọc hoàn không biết từ chỗ nào chui ra nháy mắt mà hỏi không có việc gì không phải ngươi không biết con trai của ngũ bá ngươi căn bản không phải người luyện võ lúc trước hao phí lượng lớn dịch thuốc như vậy mới giúp nó miễn cưỡng luyện thành tôi thể lần này dù có phục khí linh đan cũng không khiến tỷ lệ lĩnh ngộ khí cảm tăng lên bao nhiêu ngũ bá của ngươi bức bách như thế là để dồn chút cơ hội cuối cùng cho đường huynh của ngươi mà thôi đây cũng do tư chất của kim điền không tốt bằng ca của con dù cho miễn cưỡng lĩnh ngộ khí cảm cũng không có nhiều cơ hội được tuyển vào võ viện thạch ngọc hoàn nghe vậy vỗ tay cười nói ha ha nhanh như vậy đã biết bênh vực thân huynh của mình nhưng ta cũng không quá coi trọng thạch mục những chuyện mẫu thân có thể làm cho ca của ngươi cũng chỉ có bấy nhiêu mà thôi nếu còn ra mặt giúp hắn hơn nữa chỉ sợ những người khác trong Kim gia sẽ không hài lòng. Tuy rằng mới chỉ lần đầu gặp Thạch ca nhưng con cảm giác huynh ấy là người không tệ, ít nhất cũng tốt hơn nhiều so với mấy kẻ giá áo túi cơm của nhà họ Kim. Kỳ thật, có thể khiến ngoại tổ phụ của ngươi đồng ý phân ra một viên khí linh đan cũng nhờ vào công lao của nha đầu ngươi đấy. Dù sao ngươi chưa đến 12 đã có thể lĩnh ngộ khí cảm đồng thời tu luyện tôi thể đến tầng thứ 10. Điều này khiến ngoại tổ phụ gửi gắm hy vọng không nhỏ. Chân Di bỗng nhiên cười nói, mẫu thân yên tâm, qua một năm nữa, con sẽ có thể tu luyện bổ kiếm pháp kia đến cảnh giới đại thành. Việc tiến vào võ viện khai nguyên tuyệt đối không thành vấn đề, nhất định không khiến cho ngoại tổ phụ thất vọng. Thiếu nữ trả lời một cách tự tin, phu nhân nghe vậy gật gật đầu, ánh mắt ngắm nhìn con gái chan chứa tình yêu thương. Tại một nơi ngoài phong thành, cách trang viên chừng 10 dặm, thạch mục đang đứng trên một quảng trường rộng rãi được bao bọc bởi vô số phòng ốc. Sau khi dò xét mọi nơi một phen, khuôn mặt của hắn lộ vẻ hài lòng. Trang viên này chiếm diện tích chừng 4 năm mẫu với hơn 20 gian phòng. Quảng trường to lớn càng khiến nơi này thêm phần rực rỡ. Sau khi suy nghĩ một hồi, hắn liền hỏi 17-18 nam nữ tá điền đang đứng gần đó. Trước kia thôn trang cùng đồng ruộng xung quanh là do ai chịu trách nhiệm quản lý. Thạch thiếu ra, là ta phụ trách, một người đàn ông trung niên với mái đầu trắng xám, quần áo trên người coi như sạch sẽ, tiến lên vài bước, trả lời một cách cung kính người tên là gì có phải là cư dân địa phương thạch mục đánh giá người đàn ông trước mặt vài lần đến như nhìn ra đối phương có vẻ trung hậu thành thực giọng nói không khỏi có chút hòa hoãn tiểu nhân gọi là trương tỏa đã ngụ tại phong thành bảy tám thế hệ rồi người đàn ông trung niên trả lời một cách cung kính rất tốt trang viên này cùng ruộng đồng xung quanh sẽ giao cho ngươi xử lý nhân công canh tác cùng tiền thuê đất sẽ không thay đổi mặt khác ngươi hãy nói lại trưởng quầy tử điếm ngày mai tới đây gặp ta thạch mục suy nghĩ một chút rồi lên tiếng dặn dò được thiếu ra trương tỏa nghe vậy đại hỷ vội vàng đáp ứng những người hầu cùng tá điền khác thấy vậy cũng thở dài một hơi đồng loạt khom người vâng dạ thành quản sự ta làm vậy có được chăng đợi khi tất cả mọi người rời đi thạch mục mới quay đầu hỏi lão giả áo xanh bên cạnh một câu thạch thiếu ra xử lý không tệ rất gọn gàng nói thật lão nô vẫn không dám tin thiếu ra thật sự xuất thân từ làng trài nào đó lão giả áo xanh mỉm cười trả lời ta cũng có chút bất ngờ với biểu hiện của mình bất quá cảm giác này quả thật không tệ. Phải rồi, ta còn có chuyện muốn nhờ thành quản sự một chút. Thạch mục tỏ vẻ ngượng ngùng, có chuyện gì, thiếu ra cứ việc dặn dò là được. Chỉ cần lão nô có thể làm được, nhất định sẽ không từ chối. Tuy rằng có chút bất ngờ nhưng lão giả áo xanh vẫn trả lời không chút do dự. Là thế này, ta muốn mời một vị giáo đầu có thực lực chân chính đến trang viên chỉ điểm thạch mỗ tu luyện một hai, không biết thành quản sự có thể đề cử người nào không. Nói về vấn đề này thì tứ đại võ quán tại phong thành đều có danh tiếng không nhỏ, giáo đầu của họ đều mang tuyệt kỹ, chỉ là không biết thạch hiếu ra muốn học loại võ công nào. Sau khi suy nghĩ một chút, lão giả áo xanh liền hỏi ngược lại. Khi còn sống trong thôn trước kia, ta từng học qua một ít võ công. Cảm giác dùng đao có chút thuận tay, mặt khác còn muốn học thêm một bộ quyền pháp. Nếu là đao pháp cùng quyền pháp, ta đề cử giáo đầu lệ thương hải của võ quán Lưu Phong. 13 thức đao pháp phong chỉ cùng đoạn thạch quyền của hắn vô cùng nổi danh. Bất quá nếu muốn thỉnh họ lệ chỉ điểm một chút, chỉ sợ lệ phí không thấp. Lão giả áo xanh nghe vậy liền trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói ra. Không sao, chỉ cần có thực lực thật sự, tiêu tốn một ít tiền có là bao. Mang theo ngân phiếu 3.000 lượng bên người khiến cho thạch mục vô cùng tự tin. Nếu vậy ngày mai lão nô sẽ giúp thiếu ra mời lệ giáo đầu tới đây. Lão giả áo xanh nghe vậy tươi cười đáp ứng. Chương 5, lệ thương hải ba tháng sau trên một cái sân rộng trong trang viên ở ngoại thành dưới ánh mặt trời gay gắt thạch mục không ngừng huy động thanh trường đao dài ba xích màu xanh đang cầm trong tay tạo thành bóng đao phiêu hốt không ngừng bao phủ mấy trượng quanh đó bốn phía xung quanh cái sân này không ngờ còn dựng một ít cọc gỗ cùng mấy gã bù nhìn hình người cùng vài chiếc khóa đá nặng trình trịch ngoài ra còn có một chiếc giá gỗ thật dài bên trên cắm đầy các loại vũ khí thường dùng như đao thương ngừng thanh âm thô lỗ của một nam tử bỗng nhiên vang lên thân hình thạch mục liền dừng lại, đao ảnh nhất thời đều biến mất, đao trong tay cũng thu lại. Tạm ổn, người cuối cùng cũng đã nắm giữ được hình thức ban đầu của bộ phong chỉ thập tam thức này. Chẳng qua trình độ như thế này chỉ tính là nhập môn cơ bản. Cách cấp độ tiểu thành có thể đối địch vẫn còn xa. Người vừa nói là một gã nam tử gầy còm, đang khoanh tay đứng cạnh sân luyện võ, tinh quang hai mắt bắn ra bốn phía, làn da màu đồng cổ. Bề ngoài của khiến người ta CS cảm giác đây là một kẻ thập phần khôn khéo, mạnh mẽ. Hết thảy đều nhờ lệ sư phó tự mình chỉ điểm, nếu không ta không có khả năng chỉ trong 3 tháng đã thi triển ra được đao pháp huyền diệu như vậy. Thạch mục cung kính trả lời, thì ra nam tử gầy còm này chính là lệ thương hải, giáo đầu nổi danh của võ quán Lưu Phong, một võ giả hậu thiên trung kỳ. Người này từ 3 tháng trước đã đến trang viên, thạch mục sau khi nhìn thấy đao pháp kinh người của họ lệ lập tức bị thuyết phục, quyết định mời y chỉ dạy. Thành ra hiện tại lệ thương hải mỗi ngày sẽ dành ra hai canh giờ đến dạy võ công cho hắn. Bộ phong trì đao pháp này mặc dù chỉ là võ kỹ cấp võ đồ, nhưng chỉ cần sau này tu luyện công pháp tương ứng thì đến cảnh giới hậu thiên vẫn có thể mượn dùng để đối địch. Phong trì đao pháp chủ yếu mượn nhờ sức gió, một đao nhanh hơn một đao, chiêu thức cũng không dườm già phức tép. Trong một trận chiến ta đã từng dùng đao pháp này giết gọn hai gã võ giả cùng dai, tổng cộng chỉ mất vài ba nhịp thở. Ở cấp võ đồ, một trong các loại võ công dườm già phức tạp nhất hẳn phải kể đến tiểu chu thiên kiếm pháp. Kiếm pháp này có 306 thức có rất nhiều người dù tu luyện kiếm pháp này cả đời cũng không cách nào chính thức nắm giữ được nó. Lệ Thương Hải chậm rãi nói ra, Lệ sư phó ngài đã từng nói qua võ công chính là võ kỹ cùng công pháp. Trong đó võ kỹ là các loại kỹ năng được nghiên cứu để đánh bại địch nhân, giành chiến thắng trong sinh tử chém giết, mà công pháp thì dùng để tu khí luyện thân, hai cái hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Nhưng nếu bắt buộc phải chia ra nặng nhẹ, Lệ sư phó ngài cảm thấy cái nào cần phải ưu tiên coi trọng? Thạch Mục sau khi suy nghĩ một chút, liền hỏi: "Hắc hắc, thắc mắc của tiểu gia hỏa ngươi đúng là nhiều. Chẳng qua loại nghi hoặc này từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu người đều hỏi qua rồi. Nhận định của võ giả mỗi người cũng không giống nhau. Với ta mà nói, người chỉ chú trọng vào võ kỹ mà bỏ qua công pháp sẽ khiến căn cơ trở nên dẫn đến ngày sau không thể tiến thêm trên con đường võ đạo. Còn người chỉ tu mỗi công pháp thì cho dù chân khí sâu dày đến đâu cũng có khả năng bị kẻ cấp thấp hơn đánh chết tức tưởi." nhưng ta cũng nghe nói võ giả sau khi tiến vào cảnh giới tiên thiên thì có thể trực tiếp dùng chân khí hộ thể dù đứng bất động một chỗ mặc cho đao kiếm chém lên cũng không hề hấn gì càng có thể dùng chân khí dễ dàng đánh chết người có tu vi kém xa mặt khác người bình thường sống hơn trăm tuổi đã xem như trường thọ mà võ giả một khi tiến vào tiên thiên thọ nguyên liền có thể tăng lên gấp bội lệ thương hải hắc hắc vài tiếng rồi nói xem ra nhận định của lệ sư phó là công pháp vẫn quan trọng hơn một chút Thạch Mục sau khi nghe xong, cười nhẹ một tiếng, rất nhiều võ công cao thâm sẽ bao hàm luôn cả công pháp cùng võ kỹ. Tu luyện công pháp tới trình độ nhất định sẽ có võ kỹ tương ứng phối hợp, vốn không thể tách ra. Nếu cứ cố tình cưỡng ép tách ra, mất nhiều hơn được. Chẳng qua lại nói, như các ngươi bây giờ, trình độ mới ở giai đoạn võ đồ thì chỉ có tu luyện võ kỹ mới có thể lập tức gia tăng thực lực. Nếu không hiện tại có đặt một quyển công pháp việt thế ngay trước mắt các ngươi, các ngươi vốn chưa lĩnh ngộ khí cảm cũng không cách nào tu tập. Mặt khác, phần lớn các bộ võ công cao thâm đều yêu cầu võ giả phải có tu vi tương ứng mới được tu luyện. Nếu cưỡng ép vượt sai tu luyện, nhẹ thì không cách nào tiến thêm, nặng bị chân khí cắn trả. Căn bản là cái được không bù nổi cái mất, lệ thương hải lơ đánh nói tiếp, ta hiểu, nhưng mà lệ sư phó, hiện tại liệu ngươi có thể tự mình thi triển phong chỉ thập tam thức thêm một lần nữa để ta quan sát được không? Thạch mục gật gật đầu, lại thỉnh cầu nói, thi triển phong chỉ thập tam thức thật sự rất hao tâm tốn sức lúc sau ta còn muốn bắt đầu truyền thụ cho người toái thạch quyền. Nên hôm nay chỉ có thể thi triển một lần, lệ thương hải nhíu nhíu mày, sau mới hơi miễn cưỡng đồng ý nói. Thạch mục tất nhiên gật đầu đồng ý, một khắc sau, lệ thương hải đi vào trong sân nhận lấy trường đao trong tay thạch mục, sau khi quát khẽ một tiếng, liền nhanh chóng múa đao thi triển. Chỉ chốc lát, trong sân luyện võ không ngừng vang lên từng tiếng xé gió. Xung quanh nam tử gầy còm lúc này phảng phất có một giải lụa trắng đang uyển chuyển bay múa không chừng, hơn nữa càng lúc càng nhanh. Trong nháy mắt chuyển hóa thành một mảnh hàn quang, bắt đầu truyền ra tiếng gió lớn vù vù. Thạch Mục ở bên cạnh nhìn không chớp mắt, một lát sau, hàn quang dần chậm chậm di chuyển dọc theo cái sân, hướng về một cây cọc gỗ gần đó. Lệ Thương Hải hét lớn một tiếng, hàn quang dẫn theo một luồng cuồng phong va chạm với cọc gỗ. Tùy theo tiếng gió ngừng bật, hàn quang cũng cùng lúc biến mất không thấy gì nữa. Vài tiếng ba ba vang lên, bị chém vào chính giữa, cọc gỗ rời ra thành bảy đoạn lộc cộc rơi xuống trên mặt đất. Một đao này của Lệ Thương Hải nhìn như một đao bình thường, không nhìn ra trong đó lại ẩn chứa đến 6 nhát chém liên tục. Một hơi chém ra 6 nhát, đấy là còn chưa vận dụng chân khí. Sư phó vận dụng bộ phong trì đao pháp này đã lên tới đỉnh cao rồi. Thạch Mục thở dài một hơi, vỗ tay tán thưởng, nếu ta vận dụng đến chân khí, lập tức có thể một hơi chém ra 9 nhát, là đại thành. Bộ đao pháp này nếu tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, có thể một hơi chém ra 13 nhát. Nhưng đáng tiếc, ta còn cách cảnh giới này rất xa. Ngoài ra, bộ đao pháp phong chỉ thập tam thức này còn ẩn chứa một tin đồn. Có người nói nó lúc đầu là một chiêu của bộ đao pháp cấp độ tiên thiên, nhưng bị người phân giải ra thành 13 thức. Cho nên mới trực tiếp bị rơi xuống cấp bậc võ đồ, uy lực giảm nhiều. Đương nhiên chuyện này ngươi cũng không cần thật cho là đúng. Phong chỉ đao pháp này nếu thật là do một chiêu của tiên thiên đao pháp biến thành, làm sao có thể lưu lạc bên ngoài? sớm bị vô số cường giả một lần nữa tập hợp trở lại như cũ rồi. Lệ Thương Hải cười khẽ nói, một hơi chém ra 13 nhát, thực có thể làm được đến trình độ này. Một đao như vậy chém ra, còn ai có thể ngăn được. Thạch Mục nghe xong, cực kỳ hoảng sợ thốt lên, nếu như người thật có thể làm được đến trình độ một hơi chém ra 13 nhát, tiên thiên võ giả không nói, nhưng ít nhất ngày sau đã có tiền vốn hoành hành. Tốt rồi, hiện ngươi không cần suy nghĩ nhiều đến những thứ này. Ta bây giờ giảng lại một lần cuối cùng những nội dung quan trọng của Phong Chỉ Đao Pháp cho ngươi. Về sau chúng ta sẽ chuyển sang học Toái Thạch Quyền. Bộ Phong Chỉ Đao Pháp này nhìn như chỉ có 13 thức, nhưng một khi đao pháp thi triển ra chính là chiêu chiêu liên nguyên không dứt. Chủ yếu là mượn nhờ lực lượng điên cuồng của gió, khiến cho đao thế càng lúc càng nhanh, cuối cùng trở nên sắc bén đến mức không thể đón đỡ. Lệ Thương Hải giảng giải hết sức nghiêm túc, Thạch Mục cũng tỏ ra vô cùng chăm chú, một chữ không sót toàn bộ nhớ vào trong lòng. Tốt về phong chỉ đao pháp đến đây thì ngừng, về sau sẽ bắt đầu truyền thụ cho người toái thạch quyền. Quyền pháp này cùng phong chỉ đao pháp bất đồng, nó là một môn võ kỹ ngoại môn thuần túy, chiêu thức thập phần đơn giản, uy lực hoàn toàn dựa vào hai nắm đấm để thi triển. Tên như ý nghĩa, nếu tu luyện toái thạch quyền tới đại thành, tự nhiên có thể một quyền phá núi vỡ đá. Lệ Thương Hải vừa nói, vừa đi đến bên cạnh một cái khóa đá to cỡ chậu rửa mặt đặt gần đó. Y đột nhiên hít sâu một hơi, một chân phát lực mạnh mẽ đá ra phanh một tiếng dáng người lệ thương hải tuy rằng gầy còm nhưng chỉ đá một cước đã hất văng khóa đá nặng nề lên giữa không trung giống lệ thương hải đột nhiên tung ra một quyền thân hình vốn gầy còm lập tức cuồng trướng lên ba phần khí thế mạnh mẽ giống như một đầu sư tử uy phong lẫm lẫm oanh một tiếng vang thật lớn khóa đá trúng một quyền của lệ thương hải vừa rơi xuống đất liền trực tiếp nổ tung tóe tạo thành vô số đá vụn bắn ra bốn phía thạch mục nhìn đến đây hai mắt sáng rỡ nghe cho kỹ không nói về sau ngươi tu luyện là đao pháp hay vẫn là kiếm pháp, nhưng đúng lúc gặp phải địch nhân mà bị rơi vào tình huống không có đao kiếm tại bên người, lúc này thứ có thể trông cậy vào cũng chỉ có hai nắm đấm của chính mình mà thôi. Bộ toái thạch quyền này tuy rằng đơn giản, nhưng ở cấp bậc võ đồ cũng đã dư dùng. Thậm chí về sau nếu muốn tu luyện võ kỹ, quyền cước đẳng cấp cao hơn thì việc tu luyện toái thạch quyền tới đại thành sẽ đánh xuống một căn cơ trụ cột vững chắc danh khí bộ quyền pháp này trong các bộ võ kỹ dành cho cấp bậc võ đồ tuy rằng không nhỏ uy lực cũng đủ lớn nhưng người chính thức tu luyện nó lại không nhiều nguyên nhân bởi bộ võ kỹ này phải dùng ngoại lực để cường hóa hai nắm đấm từ khi bắt đầu tu luyện đến lúc thành công sẽ nếm trải không ít đau khổ mặt khác bộ quyền pháp này thập phần chú trọng lực lượng nếu người tu luyện có thần lực trời sinh thì đúng là làm chơi ăn thật mà vừa nãy một quyền đánh ra ta cũng không có sử dụng gì đến chân khí Lệ Thương Hải mặt không biểu tình giảng giải nói, không biết hiện nay lệ sư phó một thân có bao nhiêu khí lực. Thạch Mục nghe vậy, không khỏi hỏi, nếu không sử dụng chân khí, chỉ dựa vào thân thể thì dơ lên một cái khóa đá nặng 500 cân là không có vấn đề gì. Lệ Thương Hải nói xong, đi vài bước đến bên cạnh một cái khóa đá có kích cỡ lớn thứ hai trong sân. Khóa đá này to cỡ nửa người, thoạt nhìn trầm trọng vô cùng. Lệ Thương Hải khẽ quát một tiếng, hai chân giang ra hơi khuỵu xuống, hai tay chộp xuống khóa đá, đột nhiên dùng lực, lập tức khóa đá đã bị nhấc dơ cao lên khỏi đỉnh đầu. Thạch mục nhìn, không ngớt tán thưởng khiến khuôn mặt nam tử gầy còm lộ ra vài phần đắc ý. Chính xác, việc này hoàn toàn đáng giá tự hào, toàn bộ võ giả hậu thiên trong phong thành cũng không mấy người đơn thuần dựa vào lực lượng thân thể mà lại có thể dễ dàng nhấc bổng khóa đá có trọng lượng nặng như vậy. Sau nửa canh giờ, lệ thương hải đã rời khỏi trang viên, chỉ để lại một mình thạch mục vẫn còn trên sân luyện võ hiện trong tay thạch mục nhiều ra một chai thuốc lớn chừng ngón cái cùng một quyển sách có vỏ ngoài màu trắng nhạt bình thuốc này là dược vật do lệ thương hải độc môn phối trí dùng để trợ giúp cho việc tu luyện thạch toái quyền về phần cuốn sách trong tay họ thạch là một điển tích có tên gọi toái thạch quyền thạch mục đánh giá chai thuốc vài lần mở nắp ra ngửi vài cái rồi cất đi sau đó đi đến bãi cỏ gần đó trực tiếp ngồi xuống cẩn thận dở sách ra đọc lại nói tiếp nếu không phải hồi nhỏ gặp lão tú tài của tư thục gần làng trài thương tiếc hắn là cô nhi cho hắn đến nhà đọc sách miễn phí vài năm chỉ sợ đến bây giờ hắn vẫn còn mù chữ thạch mục sau khi nhanh chóng đọc quyển sách hết một lần lại cúi đầu nhìn nhìn chai thuốc trong tay trên mặt bỗng nhiên lộ ra một tia kỳ quái khí lực càng lớn càng tốt ư thiếu niên thì thào một câu cất quyển sách trong tay vào lại quay người nhìn nhìn mấy cái khóa đá gần đó sau liền đi tới bên cạnh một cái khóa đá có thể tích to nhất khóa đá này to cỡ mặt bàn, thể tích gần như gấp đôi cái khóa đá lệ thương hải nâng trước đó, ít nhất cũng phải có ngàn cân. Hắn hơi ngồi xổm xuống, cánh tay phải khẽ động, một phát bắt lấy tay cầm của khóa đá. Oanh một tiếng trầm đục vang lên, thạch mục không ngờ lại chỉ dùng một tay đã có thể nhấc bổng quái vật khổng lồ này, tiếp đó nâng qua đỉnh đầu một cách dễ dàng. chương 6, dị biến, khai nguyên viện đêm ngày chăn trở, hồi phục nhanh, hăm hở luyện thân, đao pháp lục trảm xuất thần, thạch quyền cứng cỏi muôn phần ngạc nhiên, tiểu tử thúi, vẫn còn hơi nhẹ, có lẽ mình còn có thể vác nặng hơn một chút. Thạch mục tự nói hai câu rồi khoát tay ném khóa đá xuống mặt đất gần đó, tạo thành tiếng rầm vang dội cũng khiến cho toàn bộ quảng trường có chút chấn động. Lúc này, hắn mới giơ hai tay lên để quan sát thật kỹ. Đôi bàn tay thon dài rắn chắc nhưng dù có nhìn thế nào cũng không thể nhận ra cảm giác lực phát nghìn cân. Sau khi suy nghĩ một chút, họ thạch lại đi đến bên cạnh giá gỗ, lấy trường đao xuống. Một lát sau, từng đạo đao ảnh bộc phát trong quảng trường khiến cho các bay đá chạy, lại giống như mãnh long quá hải. Chỉ nghe vèo một tiếng, bóng đao như giải lụa trắng quét qua, bao phủ đám cọc gỗ gần đó vào trong. Sau vài tiếng cạch cạch, cọc gỗ liền bị chém đứt thành bảy đoạn lăn ra mặt đất. Một hơi sáu chảm, tốc độ xuất đao của thạch mục cực nhanh, bất ngờ không hề thua kém những gì lệ thương hải đã biểu diễn lúc trước. Thu đao về tay, hắn liền hắn yên tại chỗ quan sát đám cọc gỗ trước mắt, vẻ mặt đăm chiêu như đang nghĩ tới gì đó lúc trạng vạng tối trong một gian phòng rộng rãi bày trí đơn sơ dùng cửa gỗ chắc chắn khóa lại da thịt họ thạch lúc này trở nên đỏ ửng từng giọt mồ hôi nóng hổi không ngừng dịn ra khiến hắn phát ra thanh âm đứt quãng tứ chi liên tục run rẩy toàn bộ cơ thể đều rơi vào trạng thái gần như hôn mê không biết trải qua bao lâu âm thanh thống khổ của hắn dần dần ngưng lại tứ chi cũng theo đó được thả lỏng da thịt cũng dần khôi phục màu sắc bình thường lúc này thạch mục mới từ từ hé mở hai mắt một cách mỏi mệt sau khi hít sâu mấy hơi đồng thời nhảy xuống giường vận động tay chân một hồi, hắn mới khẽ động năm ngón bắt lấy cạnh giường đồng thời vận sức. Rắc rắc, giường gỗ thoạt nhìn vô cùng rắn chắc lại trở nên gãy vụn một cách dễ dàng. Khí lực lại phát triển một chút nhưng không còn kinh khủng như mấy lần trước. Khoảng cách giữa hai lần phát tác cũng khoảng một tháng, thời gian kéo dài ước chừng nửa khắc đồng hồ. Xem ra khả năng đề cao lần sau thật sự không lớn. Thạch mục thì thào tự nói dị biến kinh người vừa rồi bắt đầu xuất hiện từ khi hắn vào ở trong tòa trang viên này hơn nữa còn không chỉ một lần. Đây chính là nguyên nhân giúp hắn thể hiện khí lực cùng đao pháp hơn người vào ban ngày. Lần thứ nhất dị biến phát tác vào đêm đầu tiên hắn dọn vào trang viên. Quá trình này đã hành hạ hắn nguyên một buổi tối, nhưng ngày hôm sau, khi trở lại trạng thái bình thường, họ thạch liền phát hiện bất kể khí lực hay phản xạ của hắn đều tăng lên rất nhiều so với trước. Vào buổi tối hai hôm sau, dị biến lần thứ hai lại bắt đầu. Cứ như vậy, mấy tháng này hắn đã trải qua chừng hơn 10 lần dị biến liên tiếp như vậy. Mỗi lần phát tác đều khiến thân thể nhận được lợi ích to lớn. Bất quá, thời gian dị biến kéo dài càng lúc càng ngắn, mà khoảng cách giữa hai lần phát tác cũng theo đó dài ra, kéo theo mức độ tăng trưởng của khí lực cũng dần bị hạ thấp. Cho đến hôm nay, khí lực của hắn chỉ được gia tăng một ít, không cách nào so sánh với những lần trước. Tuy vậy, lực lượng của thạch mục hôm nay đã đạt đến mức nghìn cân, tốc độ phản ứng cũng gấp mấy lần so với người bình thường. Dù có ngu ngốc hơn nữa, họ thạch cũng có thể đoán được dị biến này phát sinh quá nửa là có liên quan đến việc cứu thoát cự trai dưới đáy biển ngày đó. Dù sao toàn bộ quá trình dị biến rất giống cảm giác huyết dịch sôi trào khi hắn tỉnh dậy ở bờ biển hôm đó, chẳng qua cảm giác đau đớn lại bất ngờ tăng lên nhiều lần. Đối với kỳ duyên loại này, hắn đã nghe qua không ít truyền kỳ, cũng từng không ngừng hâm mộ những cường giả được nhắc đến. Hôm nay sự tình này lại xuất hiện trên người mình liền khiến họ thạch vui mừng qua đỗi, sự tự tin đối với khảo thí gia nhập võ viện khai nguyên vào nửa năm sau cũng được gia tăng không ít mặt khác theo như lệ thương hải từng nói dù cho có thể lính ngộ khí cảm cùng tuổi tác phù hợp điều kiện thì muốn gia nhập võ viện cũng phải trải qua cạnh tranh vô cùng khốc liệt dù sao tài nguyên của võ viện khai nguyên cũng có hạn chỉ có thể tuyển nhận đệ tử từ một nhóm hạn định mà thôi lại dựa vào kinh nghiệm đời trước số lượng người báo danh trên tất cả các châu đều đông đảo đến mức khó tin thạch mục hiểu rất rõ thiên phú bản thân có hạn dù cho phục dụng khí linh đan cũng không khiến cho tỷ lệ lĩnh ngộ khí cảm cao hơn bao nhiêu so với người thường. Mà dựa theo thuyết pháp của lệ thương hải, một khi vượt qua tầng thứ 9 của tôi thể, mỗi lần tiến cấp đều có thể gia tăng lượng lớn tỷ lệ lĩnh ngộ khí cảm. Một khi có thể tu luyện tôi thể đến tầng thứ 10, dù là người sở hữu tư chất bình thường cũng có một phần ba khả năng lĩnh ngộ. Nếu thật có thể tu luyện tôi thể đến cảnh giới đại viên mãn, tỷ lệ thất bại chỉ còn lại không đến một nửa đây cũng là nguyên nhân giúp cho một ít võ đồ có tư chất thấp kém vẫn có thể dựa vào tôi thể đại viên mãn cùng nhiều lần phục dụng khí linh đan để tiến giai hậu thiên võ giả dù đã ba bốn mươi tuổi thế nhưng tiền tài cùng thời gian hao phí trong quá trình này cũng không phải là điều võ đồ bình thường có thể bỏ ra đương nhiên lớn tuổi như vậy mới lĩnh ngộ khí cảm thì cũng xem như hoàn toàn bỏ phí thời gian hoàng kim để tu luyện của người luyện võ khiến cho quá trình tu luyện tiếp theo trở nên vô cùng khó khăn việc tiến cấp trung kỳ đã không hề dễ dàng không cần nói đến khả năng tiến cấp hậu kỳ nhỏ bé đến mức không đáng kể đến. Bất quá một ít đệ tử xuất thân quyền quý cũng có thể thu thập một ít đan dược phụ trợ quý hiếm giúp gia tăng tỷ lệ lĩnh ngộ khí cảm nhưng tiêu phí của việc này vô cùng to lớn, gần gấp mấy lần lượng tiền thu mua khí linh đan. Lệ Thương Hải lúc trước đã tu luyện tôi thể đến tầng 10 sau đó lần thứ hai phục dụng khí linh đan khi đã quá tuổi 20 mới có thể tiến giai một cách miễn cưỡng. Mỗi khi nói đến đây, vị võ giả trung kỳ đều lộ ra thần sắc vô cùng tiếc nuối. Dựa vào tài sản có hạn hiện tại của thạch mục căn bản không cần nghĩ tới sự tình thu mua đan dược phụ trợ, chỉ có thể đi theo con đường đề cao cấp độ tôi thể. Nhưng một khi đạt đến tầng 9, việc tu luyện đến cấp độ cao hơn đều hao phí thời gian người thường có thể tưởng tượng. Chỉ có một ít thiên tài yêu nghiệt đủ khả năng tu luyện tôi thể đến cảnh giới đại viên mãn tầng 12. Xuyên suốt lịch sử nước tề cũng chỉ giải rác vài người làm được mà thôi. Thạch mục mượn nhờ dị biến thân thể mấy tháng nay cũng đã tu luyện tôi thể đến tầng 9 đại thành, thậm chí còn có cảm giác tiếp cận đệ thập cảnh giới. Dựa theo phán đoán bình thường, nửa năm sắp tới có thể giúp hắn tiến nhập tầng 11 cách dễ dàng nhưng việc đạt đến cảnh giới cao hơn vẫn là sự tình không thể đoán trước. Tỷ lệ một phần ba lĩnh ngộ khí cảm tự nhiên không thể khiến cho thạch mục hoàn toàn yên tâm. Xem ra nếu muốn đề thăng tôi thể hơn nữa, hắn chỉ có thể nghĩ đến phương pháp tu luyện cực đoan mà lệ thương hải đã từng đề cập. Theo như họ lệ nói qua, phương pháp tu luyện này là vật y đạt được từ chỗ một vị cao nhân tuy rằng thập phần đơn giản nhưng lại tạo nên hiệu quả kinh người. Chỉ là quá trình bên trong quá mức nguy hiểm cùng thống khổ, thậm chí còn có khả năng bỏ mạng trong lúc tu luyện vì vậy hiếm khi truyền thụ cho đám học đồ. Nếu thạch mục chấp nhận ra lượng lớn tiền tài, họ lệ cam tâm tình nguyện dốc túi truyền thụ. Nguy hiểm, từ khi xác lập lời thề trở thành cường giả trước mộ mẫu thân, hắn đã biết chắc con đường sắp tới tràn đầy khó khăn cách trở, một chút nguy hiểm có đáng là gì. Bất quá hiện tại hắn muốn nắm giữ toái thạch quyền một cách thuần thục rồi mới có thể toàn tâm tu luyện tôi thể. Nghĩ đến đây, thạch mục rất nhanh đã âm thầm đưa ra quyết định. Bảy ngày sau, giữa sân lớn trang viên thình lình bài trí một vạc nước màu xanh cao chừng ba thước, bên trong đựng đầy những hạt đậu nành. Chát chát, thạch mục đứng trước vạc nước, thân trên trần trụi, chỉ mặc một chiếc quần dài màu đen thùng thình. Hai tay mang theo bao da loại giày màu bạc, không ngừng ra sức đánh vào vạc nước. Nghe cho kỹ, Tuy rằng uy lực của toái thạch quyền có quan hệ trực tiếp với lực lượng thân thể nhưng mức độ bền bỉ của nắm đấm càng lớn mới là điểm mấu chốt để xuất ra một kích với uy lực lớn nhất. Nếu không, coi như lực lượng bản thân có lớn hơn nữa, một khi đánh vào tảng đá cũng khiến máu chảy xương gãy, tự mình hại mình mà thôi. Ngươi chỉ là đệ tử nhập môn, tuy rằng đã thành tôi thể nhưng trình độ mạnh mẽ của tôi thể cùng lắm mới chỉ có thể đập gãy một ít mảnh gỗ mà thôi. Lúc này, ta để ngươi đeo nhiều tầng bao tay ra cá công kích những hạt đậu này mới có thể kích phát huyết nhục gân cốt trên tay ngươi một cách chậm rãi nhưng không đến mức khiến cho tay ngươi hứng chịu tổn thương quá lớn đồng thời nhanh chóng để cao lực lượng của nó. Đến khi ngươi có thể một kích xuyên thủng toàn bộ vạc nước ta sẽ đổi hạt đậu thành một ít đá vụn, cũng giảm bớt một lớp bao tay mà ngươi đang đeo. Lúc ngươi có thể xuyên thủng đá vụn, ta sẽ cho vào thiết xa thật sự. Nếu có thể đạt mức đánh thủng thiết xa, ta sẽ để ngươi luyện tập với nhưng tảng lớn nham thạch. Chú ý, tay trái của ngươi đong đưa quá nhiều. Lệ Thương Hải ôm tay đứng cạnh, lạnh lùng giảng giải. Vâng, Thạch Mục phân dạ đáp ứng. Hai cánh tay không ngừng huy động, mỗi một quyền đều đánh sâu vào lòng vạc nước nửa xích. Thân trên mồ hôi nhỏ giọt, mỗi khối cơ bắp đều như con chuột chạy qua chạy lại tạo cho cơ thể một luồng nhiệt khí trào dâng. Sau nửa khắc đồng hồ, họ Thạch bỗng nhiên hét lớn một tiếng rồi đánh ra một quyền đâm sâu vào trong vạc nước chừng hơn một thước khiến cho phân nửa cánh tay lún sâu vào trong đậu nành. Dừng tay, Ta không phải nói ngươi lúc bắt đầu không nên dùng lực quá mạnh ư? Để ta nhìn xem cánh tay của ngươi có bị thương hay không." Lệ Thương Hải thấy vậy lập tức đại biến sắc mặt, nghiêm nghị quát lên đồng thời nhanh chóng móc ra một chai thuốc nhỏ. "Lệ sư phó, không có chuyện gì đâu." Thạch Mục ngứa người, rút cánh tay khỏi đám đậu nành. "Hừ, có việc gì hay không phải do ta nói mới tính." Gỡ bao tay ra, Lệ Thương Hải hừ một tiếng, đáp lời không chút do dự. Thạch Mục nghe vậy bèn rút nhanh tay ra sau đó bỏ đi từng lớp bao tay ra cá đồng thời cử động 10 ngón tay ửng đỏ tước mặt lệ thương hải. Ô, tựa hồ thật sự không có việc gì, kỳ quái, dựa theo kinh nghiệm thụ đồ nhiều năm như vậy, bất ngờ tung ra khí lực quá lớn sẽ khiến năm ngón tay đầm đìa máu tươi mới đúng. Người tới đây, trực tiếp sử dụng nắm đấm đánh rất cọc gỗ cho ta, lần này nhớ dùng toàn lực. Lệ thương hải đánh giá bàn tay Thạch Mục một cách cẩn thận. Sau một thoáng suy nghĩ, y liền tiến đến một chiếc cọc vừa thô vừa to. Vâng, Thạch Mục nghe vậy, sau khi hít sâu một hơi liền đến trước cọc gỗ, chậm rãi vận sức. Dầm, sau khi lắc lư đầu vai, Thạch Mục thình lình tung ra một quyền, trực tiếp đánh gãy cọc gỗ to cớ miệng bát. Thậm chí nửa trên khúc gỗ đánh vèo một tiếng trực tiếp nện lên tường một gian phòng gần đó khiến nó có chút lắc lư. Họ Thạch thu hồi nắm đấm, thình lình không hề có chút tổn thương. chương 7, huyết mạch võ giả, vừa mới tu luyện toái Thạch quyền mà đã làm được như vậy, đây là lần đầu ta thấy, lẽ nào ngươi? Người đã kích phát một loại huyết mạch nào đó. Huyết mạch, thạch mục nghe xong sừng sốt. Ha ha, hẳn là ta đã nghĩ nhiều rồi. Huyết mạch giả hiếm thấy đến bực nào chứ, người chắc chỉ là trời sinh ra dày thịt béo thôi. Có điều như vậy càng thích hợp, người là một mầm non tu luyện võ công tuyệt hảo, ta truyền toái thạch quyền cho ngươi ngược lại như hổ thêm cánh. Lệ thương hải liền cười cười, lắc đầu. Lệ sư phó, huyết mạch giả là cái gì vậy? Thạch mục hơi tò mò hỏi, là thế này, Huyết mạch giả ở trong đám võ giả chúng ta còn được gọi là huyết mạch võ giả, là người đã kích phát một loại huyết mạch nào đó trong cơ thể, từ đó sinh ra một hoặc vài thiên phú võ giả đặc biệt mà người thường không có. Tuy nhiên, võ giả có thể kích phát huyết mạch thiên phú vô cùng thưa thớt, cơ hồ là vạn người không có được một, trình độ của ngươi xem ra cũng không có khả năng này lắm đâu. Được rồi, nếu ngươi thật sự muốn tìm hiểu về huyết mạch võ giả thì chờ đến lúc tiến vào võ viện khai nguyên sẽ có người giảng giải. Ngươi chỉ cần biết rằng mỗi một huyết mạch võ giả đều là những tồn tại yêu nghiệt, có thể nghiền ép cùng dai, sau này lỡ gặp phải thì hãy chạy xa ra. Thế nhưng huyết mạch võ giả cũng bị lắm kẻ đố kỵ, nếu xuất thân từ đại thế lực thì tốt rồi, ngược lại có không ít huyết mạch võ giả không có bối cảnh, chưa lớn lên đã bị người ta ám toán, gạt bỏ. Nói vậy thôi, lần này võ viện khai nguyên chiêu thu đệ tử, có rất nhiều thiên tài thanh danh hiển hách đến báo danh, khả năng lớn sẽ xuất hiện huyết mạch võ giả tại đó. Lệ Thương Hải hiển nhiên không muốn giảng giải kỹ càng, nhẹ nhàng khoát tay trả lời. Thạch Mục chỉ còn biết gật đầu không nói gì thêm, nhưng lại thầm liên hệ chuyện huyết mạch võ giả với mười mấy lần dị biến thân thể của mình lại với nhau, ghi nhớ thật kỹ trong lòng. Tuy nói thế, nhưng thiên phú tu luyện toái thạch quyền của ngươi quả thật vượt xa người thường. Vậy đi, ta sẽ trực tiếp gia tăng tiến độ tu luyện của ngươi, bằng không cứ như cũ thì cơ bản không còn tác dụng. Lệ Thương Hải quan sát Thạch Mục một chút rồi nói, Thạch Mục tất nhiên không có ý kiến gì. Thời gian tiếp theo, Lệ Thương Hải kêu người đổi lại đá vụn có mặt ngoài trông bén nhọn vào vạc nước cho Thạch Mục, đồng thời bảo hắn bớt đi một cái bao ra, bắt đầu tiếp tục đánh vào. Thạch Mục từng quyền từng quyền đánh ra, chỉ chốc lát sau liền cảm thấy hai tay dần dần nhức mỏi, qua thêm thời gian một bữa cơm, toàn bộ nắm đấm đã rất đau đớn, phảng phất có vô số châm nhỏ giấu trong đá vụn. Thạch Mục mắt thấy Lệ Thương Hải đứng bên cơ bản không có ý bảo ngừng lại, hắn cắn chặt răng, tiếp tục mãnh kích đá vụn trong vạc nước với tốc độ không giảm. Nhớ kỹ bởi vì phương pháp tu luyện Toái Thạch Quyền quá mức bá đạo, dễ gây thương tổn đến gân cốt, cho dù thiên phú ngươi không tệ, cộng thêm độc cao trị liệu của ta, nhưng tu luyện xong thì trong vòng 3-4 ngày không thể tiếp tục nữa. Trong thời gian này ngươi hãy tu luyện thuật tôi thể, đợi khi hai tay hoàn toàn khôi phục lại tiếp tục luyện Toái Thạch Quyền. Nếu ngươi cứ kiên trì như vậy, rất có thể trong vòng nửa năm luyện được Toái Thạch Quyền đến cảnh giới tiểu thành. Lệ Thương Hải chỉ điểm. Vâng thạch mục mạnh mẽ đáp một tiếng rồi tiếp tục ra quyền tầng tầng lớp lớp đánh vào đá vụn, làm cho cả vạc nước đều hơi chấn động. Ban đêm, thạch mục ngồi trên ghế gỗ trong phòng, hai cánh tay gác trên chiếc bàn vuông trước người, bao da đã gỡ xuống, mười ngón tay đã sớm sưng đỏ như củ cà rốt, so với lúc bình thường đâu chỉ to hơn gấp đôi, thậm chí lớp da bên ngoài mỏng dính gần như trong suốt vậy. Thạch mục nhìn hình dạng quỷ dị của hai tay, nét mặt cười khổ. Dựa theo giải thích của lệ thương hải, chỉ khi hai tay hắn biến thành hình dạng này mới chứng tỏ ban ngày tu luyện có hiệu quả. Có điều nó sưng thành như vậy thì đến bôi thuốc cũng khổ sở. Khi hắn nghe răng nhếch miệng lấy bình thuốc của Lệ Thương Hải đưa cho từ trong ngực ra, mở nắp bình, dùng ngón tay sưng đỏ bôi lên bàn tay thì cả người đã sớm đầy mồ hôi rồi. Sáng ngày thứ hai, Thạch Mục vừa rời giường, vô tình giơ hai tay lên nhìn thoáng qua thì sắc mặt liền ngây dại. Vốn là hai bàn tay sưng tấy giờ đã khôi phục như lúc đầu nếu không phải mờ u bàn tay còn hơi đỏ nhạt thì hầu như hắn còn tưởng mình đang trong mộng. Sao có thể chứ, thạch mục thất thanh hô lên, rung cổ tay, mười ngón tay cử động thoải mái. Hết thảy đều như cũ, không có chút cảm giác đau đớn nào nữa, dường như hôm qua chưa hề tu luyện vậy. Thạch mục còn không tin lắm, nhìn chằm chằm hai tay, nháy mắt sau bỗng hắn đặt tay lên đầu giường, năm ngón dùng sức. Rắc một tiếng giòn giã, một miếng gỗ lớn bị bóp thành mảnh vụn, quả nhiên không có việc gì chẳng lẽ thật sự mình đã kích phát một loại huyết mạch thiên phú nào đó nếu vậy sợ là có liên quan tới con cử bảng mà ta cứu kia lẽ nào xương máu do nó phóng ra lại giúp mình trở thành huyết mạch võ giả nhưng mà hôm qua lệ thương hải từng nói như vậy hiện giờ nếu mà có người biết mình là một huyết mạch giả thì cũng không phải chuyện tốt lành gì tuy nhiên bản thân có sức khôi phục kinh người như thế chẳng phải mỗi ngày đều có thể tu luyện toái thạch quyền tốc độ tu luyện đề cao gấp bội hay sao thạch mục thấy vậy Đầu tiên là kinh hỉ, sau đó lâm vào trầm tư, vẻ mặt biến hóa liên tục. Buổi trưa, hai tay của Thạch Mục được quấn vải trắng từng lớp kỹ càng, eo và hai chân mỗi chỗ đều buộc thêm bao cát, hắn đang chạy quanh quảng trường liên tục, chỉ chốc lát sau toàn thân đã vã mồ hôi như tắm. Buổi chiều, trong trang viên, một căn nhà nào đó đóng kín cửa truyền ra âm thanh mơ hồ phanh phanh trầm đục. Tại chính giữa nhà, Thạch Mục đã sớm tháo mất vải trắng trên tay mà thay vào bao tay da cá thật mỏng hướng đến đá vụn trong vạc nước trước người mà hung hăng nện liên tiếp. Thạch mục cắn chặt răng, không hề để ý đến cơn đau nhức từ nắm tay truyền đến, vẫn liều mạng đấm xuống. Đêm khuya, thiếu niên nằm trên giường thở phì phò ngủ, mặt đầy vẻ mệt mỏi, hai cánh tay giang ra ở mép giường, nắm đấm thình lình lại sưng đỏ lên, bên trên được bôi đầy một lớp thuốc mỡ màu trắng. Bỗng nhiên, một ngón tay nào đó vô ý co giật, nét mặt thạch mục hiện lên vẻ thống khổ, nhưng vẫn ngủ sâu không tỉnh. Cái gì, người muốn học phương pháp thiết luyện. Lệ Thương Hải bất ngờ, trợn to hai mắt nhìn thiếu niên trước mặt, hỏi. Không sai, ta nhớ lệ sư phó từng nói, người có một môn pháp tôi thể, tốc độ tu luyện gấp bội so với phương pháp tôi thể bình thường. Nếu ta tu luyện nó thì có khả năng rất lớn tu thành tôi thể tầng 11 trước khi võ viện chiêu thu, sau đó phục dụng khí linh đan sẽ nắm chắc việc lĩnh ngộ khí cảm hơn. Thạch mục hai tay vẫn còn quấn vải thật dày, nhưng giọng điệu lại hết sức bình tĩnh đáp lời. Đúng là ta đã từng nói như vậy. Nhưng người biết đó, tuy hiệu quả của phương pháp thiết luyện này rất kinh người, nhưng tiêu hao tài nguyên cũng không nhỏ, hơn nữa quá trình tu luyện vô cùng nguy hiểm, thậm chí có thể mất mạng nữa. Lệ Thương Hải ngưng trọng nói, chỉ cần có thể trong vòng nửa năm tiến dài đến tôi thể tầng 11, có nguy hiểm hay nhiều tiền đến mấy ta cũng mặc kệ. Lệ Sư Phó, người cứ dạy ta là được, Thạch Mục Kiên quyết trả lời, lợi hại trong đó ta đã nói rõ. Nếu ngươi đã quyết ý muốn học thì ta không có lý do gì không dạy. Có điều tu luyện môn này cần phải mượn lực của người khác, do vậy sau này ngươi hãy đến võ quán tu luyện, chuyện đó không thành vấn đề chứ. Không vấn đề, để tránh lui tới phiền phức không bằng bây giờ ta tạm ở trong thành, chờ khi nào tu luyện xong lại về nơi đây. Thạch mục nghe xong liền đưa ra quyết định, nếu ngươi có thể ở gần võ quán thì quá tốt rồi. Ngày mai ngươi hãy mang theo một ngàn lượng bạch ngân đến võ quán, ta muốn về chuẩn bị vài thứ để mai có thể truyền thụ cho ngươi phương pháp thiết luyện luôn. Hắc hắc, tiền này không phải lấy không của ngươi đâu. Ý nghĩa như tên, phương pháp tôi thể này là đem thân thể coi như sắt, đá mà không ngừng rèn luyện, mạnh mẽ để thăng nhục thân lên. Trong lúc tu luyện, người không chỉ chịu đựng nỗi thống khổ mà người thường không thể chịu được, còn phải dựa theo phương thuốc để tắm nước thuốc mỗi ngày, không thể gián đoạn, bằng không thì thân thể huyết nhục tuyệt đối không chống đỡ nổi. Nếu như ngươi kiên trì thành công, ở giai đoạn võ đồ ta cũng không còn gì nhiều để dạy ngươi nữa. Lệ Thương Hải cười cười một tiếng rồi nói. Thạch Mục liên tục vâng dạ đồng ý. Kế tiếp, Lệ Thương Hải chỉ điểm một chút về kỹ xảo phát lực của Toái Thạch Quyền cho Thạch Mục rồi cáo từ rời đi. Sau đó Thạch Mục gọi quản sự trang viên trương tỏa tới, bảo y lập tức đi tìm mướn một khu nhà có sân nhỏ yên tĩnh trong thành, hắn muốn ở lại phong thành một thời gian. Trương tỏa tự nhiên không dám chậm chạp, vội mang theo chút bạc phóng ra ngoài. Trương 8, gặp cương thi tại cổ miếu. Nửa năm sau, trong một sơn đạo vắng vẻ trên núi hoang bên ngoài phong thành bầu trời đen kịt nổi lên một trận mưa to những giọt mưa lớn bằng hạt đậu rào rào rơi xuống mặt đất thỉnh thoảng từ trong mây đen lại truyền đến từng tiếng sấm rền kéo theo từng đạo tia chớp nhấp nháy điên cuồng vậy mà trong cơn mưa lại có một đạo nhân ảnh đang chạy băng băng giống như một con báo đốm lao vút đi mỗi bước của hắn phóng ra đều xa hơn người bình thường năm sáu bước chân trong nháy mắt bay qua mỏm đá nhỏ gần đó chui thẳng vào trong mảnh rừng cây rậm rạp bên cạnh một lát sau bốn phía xung quanh nhân ảnh đó bỗng nhiên bộc phát một hồi hàn quang lưu truyền một loạt tiếng nổ mạnh ầm ầm oanh long long nổi lên, bóng người di chuyển nhanh qua hơn 10 thân đại thụ sau đó chợt lóe lên bắn ngược lại rơi xuống mặt đất. Đúng lúc này một tia chớp cực lớn bỗng lóe lên trên bầu trời soi rõ bóng người ấy, hiện ra là một người đầu đội nón cỏ, thân mặc áo tơi. Trong khi thân cây gần đó còn lay động chưa kịp dừng lại thì bóng lưng hắn lại lóe lên, nhoáng một cái biến mất sau màn đêm. Một lúc lâu sau, trong một gian miếu thờ sơn thần có vẻ cũ nát, chỉ nghe phanh một tiếng, cửa lớn đã bị người đánh bật ra từng tiếng bước chân nặng nề vang lên, một bóng người với bờ vai khổng lồ như quái vật từ giữa mưa to gió lớn bước vào trong cổ miếu. Lúc này bên trong đại điện của ngôi miếu có hai người một nam một nữ đang ngồi sưởi ấm cạnh đống lửa, trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc nhìn kẻ mới bước vào. Ô, thì ra là có khách, hai người dùng củi của ta à, ga nặng nề ném vật đang khiêng trên vai xuống mặt đất. Thân hình lắc lắc rũ sạch những giọt nước mưa còn sót lại trên áo tơi, điềm tĩnh hỏi. Người đàn ông khoảng 40 tuổi, Tuy tướng mạo nho nhã nhưng trên mặt lại mang theo vài phần phong xương vất vả, người nữ chỉ khoảng 14, 15 tuổi, trời sinh trắng trẻo thanh tú dị thường, nhưng trên trán lại có một vết với màu xanh không nhỏ phá hỏng dung nhan xinh đẹp của nàng. A, à, nguyên lai củi trong miếu này đều là của tiểu ca. Ta lúc trước không biết tưởng là vật vô chủ, vừa nãy gặp mưa nên quần áo ướt át, sợ bị cảm lạnh nên mới cùng tiểu nữ lấy củi dùng tạm để sưởi ấm. Bất quá, tiểu ca hãy yên tâm, lão phu sẽ bồi thường cho ngươi nam tử trung niên đứng dậy nhận lỗi ánh mắt khẽ liếc về vật vừa bị ném trên mặt đất hiện lên vẻ e ngại thứ đang nằm trên mặt đất là một con giã chưa có bộ lông màu nâu nặng chừng trăm cân hai mắt nó trắng dã bên khóe miệng còn đang dỉ ra một chút máu tươi hai cái răng nhanh bình thường thò ra ngoài thì bây giờ đã gãy mất chắc hẳn nó đã toi mạng được một lúc rồi đống củi này thu gom lại chính là được dùng để đốt hà tất phải nói chuyện tiền nong bóng người tiến lên vài bước đến cạnh đống lửa lộ ra thân một thiếu niên mày rậm mắt to lưng đeo một thanh đao không phải là thạch mục của chúng ta thì là ai trung mỗ thật không biết nói gì hơn xin đa tạ tiểu ca nam tử trung niên nghe vậy liền thở dài một hơi sau đó vẻ mặt tươi cười cảm tạ một tiếng mới lùi về ngồi bên đống lửa thấp giọng trấn an thiếu nữ vài câu thiếu nữ thân mặc một bộ quần áo màu xanh hai mắt lén trộm nhìn thạch mục cũng không nói lời nào có chút dịu dàng ít nói lúc này thạch mục tháo thanh đơn đao sau lưng xuống sau khi cởi bỏ bộ áo tơi liền hiện ra một bộ áo giáp màu đen thật dày bộ áo giáp bao phủ chặt chẽ nửa thân trên chỉ lộ ra cánh tay và cổ trở lên ô đây là ô giáp vừa lúc nam tử trung niên dứt lời với con gái liền nhìn thấy bộ áo giáp bán thân màu đen của thạch mục lập tức kinh ngạc hỏi một câu các hạ biết bộ áo giáp này sao thạch mục nghe vậy có chút ngoài ý muốn hỏi lại hắc hắc không giấu tiểu ca tại hạ trước kia đã từng thấy qua một vị luyện khí đại sư chế tạo loại áo giáp này lúc đó cảm thấy ấn tượng nên nhớ kỹ cho nên bây giờ chỉ cần liếc qua là ta có thể nhận ra loại áo giáp này không biết bộ áo giáp của tiểu ca nặng bao nhiêu cân. Trung mỗ có nghe vị luyện khí đại sư kia nói qua, bản thân bộ áo giáp này yếu ớt dị thường, tuy có thể mặc lên người nhưng lại không tăng được bao nhiêu lực phòng ngự, tác dụng duy nhất của nó là dựa vào sức nặng của áo giáp mà rèn luyện thân thể của võ giả. Nam tử trung niên tươi cười trả lời, kiện ô giáp của ta cũng không đến mức ấy, nếu nặng như thế thì tại hạ mặc cũng không ổn rồi. Thạch mục hàm hồ trả lời, mười đầu ngón tay đang để trên áo giáp liền tăng thêm ít lực. Giặc rắc một tiếng, kiện áo giáp bị chia thành hai mảnh được thạch mục ném xuống mặt đất làm mặt đất rung nhẹ nhẹ lên một chút, nam tử trung niên thấy vậy mí mắt giật giật. Nặng như vậy thì có lẽ phải đến năm 600 cân trở lên A, chẳng lẽ thiếu niên này là một đầu hung thú hóa hình không thành, nếu không thì mặc bộ giáp ấy nên hoạt động cũng sẽ không được thoải mái cho lắm. Xem ra đối phương tuy tuổi còn nhỏ nhưng thân thể lại hết sức mạnh mẽ, trình độ tôi thể tuyệt đối không thấp. Sau khi cởi bỏ bộ giáp đen xuống, toàn bộ thân thể thạch mục cũng được thả lỏng hơn, quay qua cầm lấy một chân con giã chưa đang nằm trên mặt đất chỉ qua vài đường đao đã cắt đứt hai chân trước của giã chưa ném xuống sau đó cổ tay hắn lại run lên một mảnh hàn quang lượn lờ dọc theo chiếc chân con giã chưa cạo sạch toàn bộ da lông tiếp theo thiếu niên lại lấy từ trong lòng ra một chiếc bình nhỏ rắc lên chân heo một ít bột màu trắng sau đó tiến đến bên cạnh đống lửa bắt đầu công cuộc nướng thịt heo của mình một lát sau bên trong miếu thờ tràn ngập mùi thơm phiêu đãng của thịt nướng hai cha con trung niên nam tử lấy ra một bao lương khô chia nhau ăn nhưng thiếu nữ tựa hồ đã ngửi thấy mùi thơm của thịt nướng không nhịn được liếc nhìn chiếc đùi heo đầy mỡ thơm ngậy mà nuốt nước miếng nhưng lập tức phát hiện ra mình có chút thất thố liền cúi gằm mặt xuống khuôn mặt đỏ bừng lên thạch mục thấy vậy liền mỉm cười lấy một phần đùi heo đã chín đưa sang phía đối diện ấy chúng ta đã tự ý dùng củi lửa của tiểu ca làm sao còn không biết xấu hổ mà nhận phần thịt nướng này chứ nam tử trung niên thấy vậy liền tỏ vẻ mừng rõ miệng thì khiêm tốn nhưng hai tay thì không chút khách khí đỡ lấy miếng thịt nướng từ tay thạch mục. Phụ thân, thiếu nữ ngồi bên cạnh thấy vậy liền ngượng ngùng, kêu lên một tiếng hờn rỗi với phụ thân. Không thấy bên kia vẫn còn nhiều thịt nướng như vậy sao? Thân thủ vị tiểu ca này cao như thế sẽ không để ý nhiều đến chỗ thịt này đâu. Nam tử trung niên cười hắc hắc nói với thiếu nữ, phụ thân, người thật là, vị công tử này, xin đa tạ, thiếu nữ không khỏi oán trách cha mình vài câu, trần chờ một chút lại cảm ơn thạch mục một câu không có việc gì đâu lần này ta săn được một con giã chưa nặng như thế một mình ta cũng không ăn hết được thạch mục lúc này đã đem một chiếc đùi heo khác bóc sạch ra lông bên trên sau đó quay lại cười trả lời đúng rồi tiểu ca nơi đây có lẽ cách phong thành không xa a à, phụ tử hai người bọn ta từ doanh thành đến đây là muốn nương nhờ thân hữu họ hàng không ngờ lại gặp trời mưa to nên mới lạc đường đi nhầm đến chỗ này nam tử trung niên luống cuống chân tay xẻo một miếng thịt xuống đưa cho nữ nhi của mình hỏi thăm thạch mục thì ra là thế, ta đang tự hỏi nơi này hoang vu thế, đã lâu rồi không có người lui tới. Trung đại thúc yên tâm, nơi đây còn cách phong thành không xa, ra phía cửa vòng theo đường núi đi về hướng đông khoảng hơn 10 dặm đường nữa sẽ có thể thấy được cửa tây của phong thành rồi. Thạch mục lúc này mới giật mình, không lưỡng lự trả lời. Thật tốt quá, Tú Nhi, người đã nghe chưa, ngày mai chúng ta có thể sẽ có mặt ở phong thành rồi, người cũng lập tức có thể trở thành con dâu mô ra rồi. Nam tử trung niên sau khi nghe xong liền mừng rõ nói với thiếu nữ. Phụ thân, người nói sai rồi, gia thế của chúng ta như này, con lại quá xấu xí, người ta sẽ không thừa nhận hôn ước này đâu. Thiếu nữ nghe phụ thân đề cập đến chuyện hôn ước lập tức xấu hổ không thôi. Con gái của cha xấu xí chỗ nào, trong mắt vì phụ con vẫn luôn cực kỳ thông minh. Hừ, bây giờ chúng ta xa cơ lỡ bước, lúc trước quan hệ với ngô gia cũng không tệ. Tú nhi, con hà tất phải phân vân, lúc đó vi phụ đã có ước hẹn chuyện này với ngô gia rồi. Nam tử trung niên nghe thiếu nữ nói vậy liền không cho là đúng. Thạch mục nghe đến đó, trong lòng khẽ động, ngô gia, chẳng lẽ là ngô gia thực lức đứng sau kim gia tại phong thành. Bất quá dáng vẻ phụ tử hai người này gầy yếu, chắc không phải là võ giả. Trung niên nam tử tiếp tục thấp giọng nói chuyện với nhi nữ, thạch mục tiếp tục im lặng nướng thịt, bỗng nhiên từ phía xa truyền đến một tiếng chu thê lương, sau đó là một hồi oanh long long vang lên, tựa như có vật gì đó rất lớn đang từ phía xa chạy thẳng đến gian miếu đổ nát này. Đây là cái gì, chẳng lẽ là dã thú trên núi? Trung niên nam tử kinh hãi đứng bật dậy, lấy ra một thanh đoản kiếm từ bên hông, mặt mũi kinh hoàng đứng chắn trước người thiếu nữ. Nhưng mà lúc này hai chân của hắn đang run lên bần bật, chỉ sợ là tay chói gà cũng không chặt. Cẩn thận, chắc chắn đây không phải là dã thú, ít nhất cũng không phải dã thú trong núi này, ta chắc chắn trước giờ chưa từng nghe thấy dã thú nào có tiếng chu giống như tiếng chu vừa rồi. Thạch Mục bật dậy đứng cạnh đống lửa, sau khi bắt lấy chuôi đao liền gắt gao nhìn thẳng về phía cửa lớn, sát khí toàn thân bộc lộ ra ngoài. Phải biết rằng, nửa năm qua hắn thường xuyên đến đây săn giết các loại dã thú, không phải vì tuổi nhỏ thích chơi đùa, mà là muốn tu luyện thuật tôi thể, mặt khác còn muốn tăng thêm kinh nghiệm thực chiến với đao, quyền. Tuy vùng núi xung quanh đây không có nhiều dã thú hung dữ mạnh, nhưng thời gian vừa qua các loại dã lang chưa cùng các loại dã thú khác đã chết dưới tay Thạch Mục cũng không dưới trăm đầu, đối với kinh nghiệm thực chiến thì hắn tự tin 10 phần, không phải võ đồ bình thường có thể so sánh được. Trung niên nam tử tuy không thành thạo võ công nhưng cũng có một chút nhãn lực, thấy biểu hiện thạch mục bình tĩnh như thế liền an tâm hơn một chút, chẳng qua vẫn bảo vệ gắt cao thiếu nữ sau lưng. Oanh một tiếng vang thật lớn, cửa miếu vốn đã rách nát bóng chốc bật tung vào trong, vô số vụn gỗ bắn ra, một con quái vật toàn thân ngăm đen nhảy vọt vào đại điện. Cái này, đây là cương thi, má ơi, nơi đây sao lại xuất hiện cương thi, cái loại quỷ vật như này sao lại xuất hiện được, quân đội của Phong Thành làm ăn kiểu gì thế không biết, xong rồi, quả này chúng ta chết chắc rồi. Trung niên nam tử sau khi nhìn rõ bộ dáng của con quái vật chỉ thiếu nước ngất đi mà thôi. Cương thi, thạch mục nhìn chằm chằm vào quái vật đang đứng trước mặt, da đầu cũng bắt đầu run lên. Quái vật trước mặt cao khoảng hai trượng, bộ mặt huyết nhục lẫn lộn, vị trí của mắt có hai cái lỗ máu cực to, toàn thân nó mọc ra một lớp lông đen thô cứng, Thỉnh thoảng có những giọt chất lỏng màu xanh biếc rơi xuống mặt đất tản ra một mùi tanh làm cho người ta ngửi thấy muốn nôn mửa. Chương 9, chém cương thi. Ngay khi Thạch Mục còn đang giật mình thì con quái vật hình người tanh hôi kia đã gầm khẽ một tiếng rồi lao về phía hắn. Thạch Mục hít sâu một hơi, ném những ý tưởng lộn xộn trong đầu đi rồi không nói hai lời, chạy thật nhanh về phía trước, cổ tay rung lên, đơn đao trong tay lập tức hóa thành những đạo hàn ảnh quét tới. Mấy tiếng phanh, phanh vang lên. Thanh đơn đao chém bốn năm nhát lên ngực quái vật nhưng giống như chém xuống thân cây khô, chỉ để lại mấy miệng vết thương mờ, chỉ có vài tia máu màu lục nhạt thấm ra, căn bản không thể gây thương tổn thực sự cho nó. Quái vật kia thấy vậy thì hai tay phồng lên, xông vào tính ôm cứng lấy thạch mục. Thạch mục giật mình hoảng sợ, cũng may do thời gian này hắn thường mặc ô giáp đi lại trong núi, nên hiện giờ hiệu quả của nó cũng thể hiện ra. Tuy rằng hắn chưa từng tu luyện loại khinh công nào, nhưng thân hình chỉ quay tít một vòng thì đã tránh khỏi hai cánh tay thô to của quái vật xuất hiện sau lưng nó. Ánh đao tiếp tục lóe lên, lại có bốn năm đạo vết thương xuất hiện bên hông quái vật. Giống, tuy rằng chỉ bị thương nhẹ, thế nhưng quái vật lại bị chọc giận, thân thể của nó chợt uốn éo, nửa người trên lập tức quay ngược lại, hai cánh tay vung lên, hung hăng nện xuống người thạch mục. Một tiếng, oanh, vang lên, công kích lần này của nó quả là ngoài ý muốn của hắn, hiện giờ muốn tránh cũng đã không còn kịp nữa, chỉ có thể cầm đao quét ngang người toàn bộ người liền giống như bao tải bị ném bay ra ngoài lưng của thạch mục nện mạnh vào một cây cột đá thô to gần đó mãi tới khi gượng lên được thì hai mắt đã tối sầm lại thân hình đứng không vững nữa thế nhưng quái vật lại không có ý buông tha hắn hai chân của nó đạp mạnh xuống đất hai tay nâng lên mang theo một mùi tanh tưởi nhào tới thạch mục gầm lên một tiếng không những không tránh né mà còn rung tay lên đơn đao trong tay lại hóa thành sáu đạo đao ảnh chém xuống một tiếng trầm đục vang lên năm ngón tay của thạch mục nóng lên đơn đao rời tay bay ra veo một tiếng lập tức cắm sâu vào xà ngang của đại điện toàn bộ người của thạch mục cũng đạp xuống đất mấy cái rồi lùi ra ngoài quái vật gầm lên một tiếng thê lương không ngờ lại bị mấy đạo đao ảnh này đánh cho lùi về không những trên cánh tay có thêm bốn vết thương mà trên mặt còn có hai vết đao thật sâu máu tươi bắn ra nhuộm xanh cả người nó tiểu ca nhược điểm của cương thi là ở đầu hãy công kích chỗ đó đi Nam tử trung niên đứng bên kia thấy vậy, lúc này mới nhớ tới điều gì, liền cuống quyết kêu lên. Không ngờ lời này của y lại làm quái vật chú ý tới. Hiện giờ nó đã biết thạch mục không phải dễ trêu, nhưng lửa giận trong lòng lại không có chỗ phát tiết, nên gần như không thèm suy nghĩ, nó gầm lên một tiếng, quay người đánh về phía đống lửa. Không, nam tử trung niên thấy cảnh này thì sợ tới mức hồn bay phách tán, thế nhưng hiện giờ con gái của mình còn đứng sau lưng, muốn tránh né cũng không được, chỉ còn cách kiên chỉ cầm đoạn kiếm trong tay ném ra, sau đó xoay người ôm chặt lấy con gái của mình. Không ngờ y lại dùng thân thể của mình để bảo vệ thiếu nữ đứng đằng sau. Xoẹt, một cánh tay của quái vật khẽ động đã dễ dàng đánh bay đoạn kiếm, đồng thời tay còn lại vươn ra, năm móng tay cực kỳ sắc bén của nó lập tức xuyên qua quần áo nam tử, trực tiếp cắm sâu vào trong người y. Nam tử trung niên kêu to một tiếng, máu tươi bắn ra. A, à, thiếu nữ bị cha mình ôm thấy vậy, gương mặt lập tức trắng bệch đi, kêu lên một tiếng thê lương. Đúng lúc này, một màn khó có thể tưởng tượng xuất hiện. Không ngờ quái vật đang mở cái miệng thối hoác ra, tính cắn xuống cổ nam tử thì khi nghe tiếng thét của thiếu nữ, thân hình cũng run rẩy kêu thảm một tiếng, cánh tay lập tức rút ra, hai tay ôm đầu loạn trọng lùi về sau, vẻ mặt vô cùng thống khổ. Ngay lúc này, tiếng gió chợt vang lên, thạch mục dùng một tốc độ kinh người vào tới sau lưng quái vật, nhảy cao hơn một trượng, hai cánh tay vung lên, hai nắm đấm hung hăng nện xuống hai bên đầu quái vật. Một tiếng, oanh, vang lên, hai nắm đấm như hai quả chùy sắt nện xuống, khí lực cực lớn, làm cho đầu quái vật nổ tung ra như trái dưa hấu, máu tươi màu xanh lục của nó bắn ra khắp nơi. Thạch mục thấy cảnh này cũng vội vàng dẫm mạnh xuống đất, toàn bộ người bắn ngược về sau, sợ bị máu của quái vật bắn vào người. Thi thể không đầu của quái vật chỉ lung lay mấy cái đã ngã xuống đất. Hai tay thạch mục nắm chặt lại, cố giữ thân hình đứng vững, hít sâu một hơi, nhưng sắc mặt không khỏi tái đi. Vừa rồi mặc dù chỉ giao thủ trong chốc lát, thế nhưng sự đáng sợ của đầu cương thi này còn mạnh hơn những đầu dã thú hắn từng chém giết nhiều. Nếu không phải vừa rồi bị tiếng thét của thiếu nữ quấy nhiễu, sợ rằng hắn không thể một kích đắc thủ dễ như vậy. Đương nhiên điều này cũng do hắn có sức lực hơn người thường, lại luyện toái thạch quyền tới gần đại thành nữa. Nếu không cho dù biết đầu của quái vật kia là nhược điểm thì tay không của một võ đồ cũng còn lâu mới có thể làm trọng thương nó. Phụ thân, lúc này, bên kia mới chuyển tới tiếng kêu thảm của thiếu nữ, Thạch Mục nghe tiếng liền quay lại, chỉ thấy hiện giờ thiếu nữ đang ôm chặt nam tử kia, hai tay cố gắng chặn lại vết thương cực lớn trên ngực y, thế nhưng máu loãng vẫn không ngừng chảy ra, không cách nào ngăn lại được. Tiểu ca, tiểu ca, hiện giờ nam tử trung niên lại không để ý tới động tác của con gái mình, gương mặt tái nhật của y vẫn cố gọi Thạch Mục. Phụ thân, người đừng nói nữa, con sẽ tìm đại phu giúp người cầm máu. Thiếu nữ thấy vậy thì thuốc thiết nói, vô dụng thôi tú nhi, vì phụ cũng hiểu vài phần y đạo, Hiện giờ tâm mạch của ta đã đứt, chỉ sợ trong chốc lát sẽ rời đi. Cả đời này những gì nên hưởng thụ ta đều có được, bây giờ có chết cũng chẳng còn gì tiếc nuối nữa, chỉ có duy nhất một việc ta không an lòng là con mà thôi." Nam tử trung niên nghe vậy, cười khổ nói, song ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Thạch Mục. Thiếu nữ nghe lời này lại càng thêm thương tâm, "Trung đại thúc, ngài có điều gì muốn nói với ta ư?" Thạch Mục thở dài, cuối cùng cũng đi qua, ngồi xuống bên người nam tử tuy rằng hắn có dự cảm rằng mình sẽ gặp phiền toái thế nhưng trong hoàn cảnh này nếu bảo hắn mặc kệ thì hắn cũng không thể nào làm được tiểu tiểu ca ngươi và phụ nữ hai người chúng ta có thể có thể gặp nhau ở đây cũng coi như có duyên phận hiện giờ ta đã sắp rời đi nhưng ta không có cách nào để tú nhi lẻ loi một mình trên thế giới này nên muốn gửi gắm nàng cho tiểu ca ngươi nam tử trung niên bắt đầu thở gấp nói gửi gắm cho ta thì không cần đâu hình như lệnh thiên kim có hồn ước với ngô gia ta có thể đưa nàng tới ngô gia rồi mới đi thạch mục nghe xong hơi ngẩn ra nói ngô gia hắc 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 nếu ta vẫn còn thì sẽ có cách để ngô gia đồng ý thế nhưng hiện giờ ngô gia chắc chắn sẽ không thừa nhận hôn sự này nếu như ngươi đưa đưa tiểu nữ tới sẽ sẽ nếu không được ta sẽ đưa tú nhi cô nương tới thân thích khác của ngài đôi mày của thạch mục nhân lại ngắt lời nói trung gia ta từ khi suy tàn thì đã đã không còn thân thích nào nữa. Tú Nhi, con hãy nghe cho kỹ. Hôn sự của con và Ngô Gia từ nay hủy bỏ. Tiểu ca, ta coi ngươi cũng không phải người thường. Ta cũng không cầu ngươi cưới hỏi tiểu nữ đàng hoàng. Chỉ cần ngươi đáp ứng để Tú Nhi làm tiểu thiếp, làm cho nàng không phải lo chuyện cơm áo về sau, ta cũng có thể nhắm mắt. Nếu ngươi là võ giả thì vật gia truyền của Trung gia ta có lẽ sẽ có ích với ngươi, đây coi như xính lễ của tiểu nữ. Nếu như ngươi làm chuyện có lỗi với nàng, Trung Minh ta có thành quỷ cũng không tha cho ngươi. Nam tử trung niên như hồi quang phản chiếu nói ra một câu cuối cùng, lại lấy một chiếc hộp gỗ nhỏ, nhét vào trong tay thạch mục rồi quát to một tiếng đã chút hơi thở cuối cùng. Phụ thân, thiếu nữ vừa nghe lời nguyền rủa của cha mình, vốn dĩ đang giật mình tới ngay cả tiếng thuốc thiết nghỉ non đều quên, nhưng khi thấy phụ thân mất đi, nàng lập tức nằm xuống ôm cứng lấy thi thể, khóc giống lên. Thạch mục đứng bên cạnh tay cầm hộp gỗ, trợn mắt há mồm, không biết làm sao cả. Vị công tử này, trước khi lâm trung sợ rằng thần trí của cha ta đã mơ hồ, ngươi không cần coi là thật, chờ tới khi đến phong thành, phiền ngươi hãy đưa ta tới ngô ra đi. Không biết qua bao lâu, thiếu nữ rút cuộc mới ngừng tiếng khóc, dương hai mắt sưng đỏ nói với thạch mục. Trung cô nương, ta thấy lời của Trung đại thúc nói cũng thật có chút không ổn, vật này cô hãy nhận lấy đi. Thạch mục nghe vậy cũng nhẹ thở ra một hơi, lúng túng trả lời một câu rồi đưa hộp gỗ cho thiếu nữ. Thứ này ta chưa từng thấy qua, nhưng nếu là vật cha ta tặng ngài thì ta sẽ không cầm lại hơn nữa nếu không phải công tử ngươi chém giết quái vật này thì sợ rằng ta cũng sẽ không giữ được tính mạng thiếu nữ lại lắc đầu trung cô nương không cần gọi ta là cái gì công tử ta họ thạch tên mục như vậy đi bên ngoài hình như đã hết mưa ta sẽ giúp cô an táng thi thể của lệnh tôn đã nếu không để lâu dài sợ rằng sẽ hấp dẫn dã thú tới đây thạch mục nghe vậy trần chờ một lát rồi mới cất hộp gỗ đi nói vậy làm phiền ngươi sau này thạch đại ca cứ gọi ta là trung thanh tú đi Thiếu nữ nhìn qua thì thấy là người nhu nhược, nhưng sau khi khóc một trận xong thì có vẻ kiên cường hơn nhiều. Một khắc sau, tại sườn núi sau ngôi miếu cổ, thiếu nữ quỳ gối trước một ngôi mộ, cố nén bi thương trong lòng dập đầu ba cái, rồi mới cẩn thận theo thạch mục rời đi. Sau khi hai người trở lại ngôi miếu, chỉ thấy tuy rằng thi thể của quái vật hình người vẫn còn nguyên chỗ cũ, thế nhưng thân thể của nó lại bắt đầu hư thối nhanh chóng, xung quanh lại dỉ ra một dòng nước xanh lục, làm cho đại điện ngập trong một mùi tanh tưởi khó chịu trung thanh tú thấy vậy thì không dám lại gần thạch mục chỉ nhíu mày một cái rồi nói thứ này quỷ dị như vậy cũng không nên để lại đây trung cô nương cô hãy chờ một lát ta tới xử lý thi thể này đã thiếu nữ nghe vậy thì gật đầu liên tục thấy vậy thạch mục mới quay người rời khỏi đại điện lát sau hắn mới mang theo mấy tấm lá chuối thật to đi tới cạnh quái vật hắn cúi người nhanh chóng bao lấy thi thể nó rồi hai tay nâng lên định đi ra ngoài một tiếng cạch vang lên một vật rơi ra từ trong mấy chiếc lá. Chương 10, nhà họ Ngô. Ồ, Thạch Mục cảm thấy ngoài ý muốn nên tập trung nhìn rõ. Vật nằm trên đất là một tấm bảng sắt đen xì, mặt ngoài ẩn hiện từng luồng hoa văn phát sáng. Nhìn thoáng qua chúng như chữ viết, nhưng hắn lại không hề nhận biết được một chữ. Trung cô nương, cô biết vật này là gì không? Thạch Mục hiếu kỳ nhặt tấm bảng sắt lên, lật qua lật lại, nhìn trước nhìn sau mấy lần rồi quay sang Trung Tú hỏi. Ta chưa từng thấy nhưng mà đoán chừng vật này là của cương thi. Chuyện này cũng chẳng có gì kỳ quái. Cương thi vốn do người chết biến thành, trên người mang theo ít trang sức hay đồ vật là chuyện bình thường. Thiếu nữ bước tới, cô nén cảm giác khó chịu do mùi gây gây nên, sau đó lắc đầu giải thích. Thạch mục gật đầu, do dự một lát rồi đặt tấm bảng sắt vào ngực, phủ lá cây lên thi thể kia rồi bước ra cửa lớn. Không bao lâu sau, hai người rảo bước trên đường núi, trở về thành. Trên đường đi, thạch mục nhịn không được nên hỏi trung tú về tiếng thét chói tai đã khiến con cương thi thống khổ, nhưng mà nàng cũng mù tiệt hiển nhiên không hề hay biết chuyện này thạch mục thấy vậy nên cũng không hỏi han gì thêm nhưng mà lúc này sắc trời đã tối cửa tây phong thành đã đóng nên hắn dẫn thiếu nữ về trang viên bên ngoài của mình màn đêm buông xuống trong phòng ngủ thạch mục lôi tấm bảng sắt ra ngắm nghía xem xét kỹ càng hắn nhận ra vật này tựa hồ do hắc thiết đúc thành nhưng lại có cảm giác nặng và lạnh hơn hắc thiết những hoa văn bên trên tấm sắt này rất tinh xảo càng nhìn càng thấy mang phong cách cổ xưa cực kỳ sâu sắc thạch mục tuy không biết nguồn gốc tấm bảng nhưng biết không phải vật phàm nên kiểm tra thêm một lúc rồi mới cất kỹ nó sau đó hắn lôi hộp gỗ mà người đàn ông trung niên trung minh đưa hắn trước lúc lâm trung ra cha con họ trung có vẻ có lai lịch nên vật gia truyền mà họ xem trọng ắt hẳn giá trị không nhỏ nắp hộp mở bung ra bên trong là một quyển điển tịch dày cui trên bìa ghi bốn chữ màu đỏ trung công bí điển thạch mục sướng sờ một lúc rồi lật đật giở sách ra xem từng trang từng trang chậm rãi. Cả quyền điển tịch ước chừng hơn 300 trang, toàn bộ đều viết chi chít những chữ chỉ bằng con kiến. Ngoài ra bên trong sách còn có không ít trang còn có tranh vẽ, trông rất sống động. Thạch Mục chỉ mới xem qua vài tờ liền cảm thấy giật mình. Sau nửa khắc đồng hồ, hắn xem qua điển tịch một lượt. Vừa xong hắn liền gấp sách, hít sâu một hơi, cảm thấy kinh ngạc với vật trong tay. Quyển và LT, Trung Công Bí Điển và GT, này đại khái chia làm hai phần. Nửa trước ghi lại phương pháp luyện chế rất nhiều loại binh khí khác nhau, còn phần sau thì lại là các loại công cụ tinh xảo và phương pháp điều chế hàng trăm loại độc dược. Vô luận và phần trước hay sau thì chỗ kỳ dị và không ngờ của nó đều vượt xa những gì trước kia Thạch Mục có thể tưởng tượng. Ví dụ như trong sách có một thanh binh khí là Hắc Thạch Độc Tâm Kiếm, nhìn qua nó như trường kiếm bình thường nhưng thực tế lại rỗng ruột, bên trong chứa một lượng lớn độc tố. Nếu vậy thì võ giả cầm kiếm này đối địch thì chỉ cần năm ba chiêu thì trường kiếm gãy vỡ độc dược bên trong phát tán, đối phương chết không kịp chăn chối. Còn có một loại nỏ tinh xảo thập phần ác độc, đem ngạnh nỏ được đặc chế đặt trên lưng. Nếu như không người thi lễ thì dễ dàng giật dây nỏ, từ trên lưng bắn ra ba mũi tên đả thương người trước mặt. Loại này cực kỳ khó phòng bị, còn về các loại độc dược được ghi lại kia thì tổng hợp nhiều thứ, từ loại khiến người khác hôn mê bất tỉnh tại chỗ cho đến loại mấy ngày sau mới phát tán. Hầu như loại nào cũng có, rốt cuộc trung gia này ra sao mà lại có loại sách này xem mức độ tàn tả thì có lẽ là vật do tổ tiên trung gia lưu lại. Thạch mục nhếch miệng, âm thầm suy nghĩ, nhưng nhưng thông tin bên trong sách cũng khiến hắn mở rộng tầm mắt, nếu như có thể thuộc lòng, về sau đụng phải người có thủ đoạn tương tự thì ít ra cũng có thể phòng bị. Ngoài ra mấy thứ ghi lại bên trong cũng có một ít khiến hắn hứng thú. Thạch mục nhanh chóng lật sách ra lại, mở ngay trang sách có vẽ hai kiện binh khí. Hai kiện binh khí này một lớn một nhỏ, sắp xếp theo thứ tự cao thấp. Bên kiện lớn là một cây đơn đao uốn lượn, nhưng chuôi dài, gần như có thể cầm hai tay, đồng thời chỗ khuyên tròn cuối chuôi đao hình như có một đường đen nối dài. Kiện nhỏ thì như một con dao ngâm, nhìn rất sắc bén, đồng thời cũng tinh xảo vô cùng. Thiếu niên tập trung tinh thần xem tranh, bên cạnh còn có chú thích kèm theo, bản thân lâm vào trầm tư. Sáng sớm hôm sau, cả hai xuất hiện trên một con đường trong phong thành, thạch mục mặc một bộ trường bào xanh nhạt, trung tú đi cùng nhưng đôi mắt nàng lại có phần sưng đỏ. Đi tới thêm một đoạn, chết xéo một chút là một tòa phủ đệ rộng gần trăm mẫu, cực kỳ thu hút ánh nhìn. Thạch mục nhìn cánh thấy tấm biển đề chữ ngô cực lớn trên cánh cổng xanh thì bước lên, nắm lấy vòng đồng trên cửa dập vài cái. Ai đó, sáng sớm gõ cửa cái gì? Các ngươi tìm ai? Cửa lớn mở ra, từ bên trong một người đàn ông mặc y phục hạ nhân ló đầu, nhìn hai người một lượt rồi hỏi. Vị này là người thân của quý phủ, trung cô nương. Ngươi vào thông bó cho chủ nhà một phen, thạch mục nhanh chóng cầm lấy ngọc bội thiếu nữ đưa ra, trực tiếp ném cho tên người hầu. "Người thân, vậy chờ một lát." Người này nghe vậy thì giật mình, bán tín bán nghi cầm lấy ngọc bội rồi lui vào trong. Không bao lâu sau, cửa lại được mở ra, hai người từ trong bước ra. Người đằng trước đã lớn tuổi, mặt mũi sáng sủa, còn người sau thì tuổi tác không cách biệt lắm với Thạch Mục. Cả hai đều có vài phần tương tự nhau, cùng có vẻ kiêu ngạo. "Quả thực là cháu gái của ta, thật tốt quá. Từ sau khi nhận được tin tức, bá phụ luôn chờ đợi con." "Ồ, trung hiền đệ ách vị này là người đàn ông đứng tuổi thấy thiếu nữ khuôn mặt liền nở nụ cười nhưng khi nhìn sang thạch mục thì vẻ mặt tỏ ra kinh ngạc vị này là thạch công tử cha con trên đường đi gặp nạn may nhờ có thạch công tử đi cùng con mới có thể đến đây trung tú nhẹ nhàng vén váy thi lễ với trung niên hai mắt nhòe đi thiếu niên đối diện thấy nàng đau khổ hai mắt lộ liền lộ vẻ chán ghét cái gì ngô huynh bị hại rốt cuộc là có chuyện gì chết cha đây không phải chỗ nói chuyện Trước mắt cháu vào phủ cái đá, nói rõ mọi chuyện cho ta. Trung niên nghe thế lập tức kinh hãi, lớn tiếng nói. Thiếu nữ tự nhiên gật đầu đáp ứng. À còn vị tiểu huynh đệ này, ta cảm ơn ngươi có công hộ tống cháu gái ta đến đây. Chỗ này có ít bạc xem như cực khổ ngươi một phen. Trung niên quay sang thạch mục cao mày rồi lấy từ trong áo ra một thỏi bạc đưa tới. Bạc thì ta không cần, ta tiện đường nên đưa trung cô nương đến đây mà thôi. Mọi chuyện xong rồi xem như công đức viên mãn. Thạch Mục thấy thỏi bạc đưa tới lập tức lắc đầu, rồi xoay người rời đi. Hừ, thực sự không biết cân nhắc. Cha, con nghĩ tên kia ra vẻ không nhận tiền nhưng trong lòng lại nảy sinh ý định vơ vét một phen ấy. Thiếu niên bên cạnh thấy vậy, lập tức lên hừ lạnh. Thạch đại ca không phải loại người ấy. Trung tú thấp giọng phản bác một câu. Trung niên nam tử chỉ cười trừ, liền mang theo hai người quay vào trong phủ. Thạch mục rời khỏi ngô phủ nhưng không đi khỏi phong thành mà quẹo qua mấy con hẻm, xong rẽ vào một gian kiến trúc có treo tấm biển lưu phong võ quán. Hắn đi qua cửa, bước vào một võ trường phủ kín đá xanh. Bên trong có hơn 10 thanh thiếu niên múa đao múa kiếm. Thạch mục huynh đệ đến rồi, thạch mục vừa xuất hiện, lập tức có hai thanh niên chạy ra đón chào. Một gã tầm 2122, còn tên còn lại khoảng tầm 16-17. Phùng huynh, Cao huynh, hai người cũng ở đây sao? Thạch mục nhìn thấy hai người thì cảm thấy ngoài ý muốn, tuy nhiên hắn cũng nhanh chóng chắp tay đáp lễ. Nghe nói lần này võ quán có một ít dược vật tôi thể, nên chúng tôi nhanh chóng chạy đến xem có kiếm được chút ít hay không. Ngược lại ta lại hơi bất ngờ, chẳng phải thạch huynh đệ đã đạt đến tôi thể đại thành hay sao, sao lại còn cần dùng đến đám dược vật này. Thanh niên lớn tuổi hơn nhã nhận đáp lời. Ta nghe lệ giáo đầu nói ngươi vừa mới đột phá đến tầng 10 tôi thể thuật, chuyện này thật sao? Gã thiếu niên còn lại tiếp lời, bộ dáng như không dám tin. Thạch mục quen biết hai người sau khi đến võ quán, gã lớn tuổi hơn tên Phùng Ly, còn trẻ là Cao Viễn. Ừm, ta thực sự đạt đến tôi thể tầng 10. Lần này đến đây không phải vì đám thuốc tôi thể mà do lúc tu luyện ta gặp ít vấn đề, muốn thỉnh giáo lệ giáo đầu một phen. Thạch Mục mỉm cười trả lời, thực sự như vậy, tuổi Thạch Huynh Đệ còn rất trẻ, ta nghĩ ngươi sẽ có cơ hội lĩnh ngộ khí mà thôi. Chật chật, thật không hổ danh thiên tài trong miệng lệ giáo đầu. À quên, lâu lâu ngươi có thời gian thì nhớ sang nhà ta làm vài ly ha. Phùng Ly tấm tắc tán thưởng, Cao Viễn đứng bên cạnh cũng biểu lộ hâm mộ không thôi. Được, đến lúc đó ta cùng hai vị uống tới bến. Thạch Mục gật đầu đáp ứng, rồi lại hàn huyên thêm hai ba câu thì cáo từ. Nhưng ngay lúc Thạch Mục bước qua người Phùng Ly thì trong tích tắc hắn nhận ra đối phương liến nhìn hắn thật lâu. Sắc mặt hắn hơi đổi, nhưng tỏ ra bình thường, tiếp tục bước đi. Một lát sau, Thạch Mục đi vào một góc sân nhỏ sâu bên trong võ trường. Lệ Thương Hải đang nằm trong sân trên chiếc ghế bành, hai mắt nhắm chặt như đang suy nghĩ gì đó. Sau khi thạch mục bước vào thì lão mới đứng dậy vui vẻ chào hỏi một câu. Lệ sư phụ, lần này còn cần mấy vị sư huynh hỗ trợ không? Sau khi cung kính thi lễ thạch mục hỏi, không cần, bây giờ là thời điểm mấu chốt giúp người đột phá tôi thể tầng 11, ta phải ra tay mới được. Đúng rồi, người không có nói chuyện đột phá tầng 11 cho bất cứ ai đấy chứ. Lệ Thương Hải bình tĩnh dò hỏi, lệ sư phụ yên tâm, con luôn dựa theo lời người nói mà làm. Toàn bộ võ quán đều cho rằng con chỉ đạt tôi thể thuật đại thành, nhiều người còn nghĩ ở tầng 9 nữa. Thạch Mục cười nói, tốt, nếu quả thực vậy thì việc ngươi tham gia tỉ thí giữa bốn võ quán lớn sẽ khiến cho nhiều người chấn động đây. Ha ha, lúc đó ảnh hưởng của Lưu Phong võ quán chúng ta lại mạnh hơn một ít. Lệ Thương Hải nghe vậy, khuôn mặt lại càng thêm tươi cười. chương 11, ẩu đả, lệ sư phụ, con tham gia võ quán tranh tài lần này không thành vấn đề, nhưng sau đó người phải bằng lòng truyền thụ chiêu tát thủ đao lại cho con nhé." Thạch Mục gật đầu xong thì hỏi, "Chiêu tát thủ đao này là thứ mà ta khổ luyện phong trì đao pháp hơn 20 năm mới coi như hiểu ra được một số điểm, tự thấy nó không thua kém gì những võ kỹ quý giá của các thế gia kia nên ban đầu vốn định coi đó là vật gia truyền, nhưng nếu ngươi thực sự có thể giành được vị thế cao cho Lưu Phong võ quán, vậy truyền thụ cho ngươi cũng có gì không được chứ?" Lệ sư phụ yên tâm, khi tỷ thí con nhất định sẽ cố gắng hết sức." Thạch Mục cười cười trả lời, Người tu luyện thuật tôi thể nhanh kinh người, phương pháp thiết luyện tựa hồ cũng đặc biệt hợp với ngươi, nhưng cũng không thể coi thường cuộc tỉ thí võ quán lần này. Tuy nói lần tranh tài này chỉ giới hạn ở lớp võ đồ dưới 18 tuổi, nhưng các đệ tử của ba võ quán còn lại khác cũng không yếu, tôi thể 10 tầng ta cũng biết có tối thiểu mấy người. Thế nhưng ngươi nếu có thể tu luyện đến tầng thứ 11 trước ngày tỉ thí thì cuộc tỉ thí lần này có lẽ chẳng có vấn đề gì quá lớn. Lệ Thương Hải nghiêm mặt nói, nếu đã như vậy, con đây phải tranh thủ thời gian khẩn trương tu luyện rồi. Thạch mục không lưỡng lự trả lời, ngươi không cần nói ta cũng sẽ mau chóng cho ngươi tiến giai thành công trong thời gian ngắn. Lệ thương hải nói, tinh quang trong mắt lúc ẩn lúc hiện, dẫn thạch mục thuận theo hướng sân nhỏ đằng sau đi đến một phòng lớn, đi vào sau cửa lớn, thuận tay cắm chốt cửa. Thạch mục vừa bước vào lập tức cởi áo ngoài, dầm một tiếng, hắn cởi trên hông xuống một bao cắt nặng nề như đai lưng, khiến cho mặt đất cạnh đó chấn động đến mức rung lên hai hồi, Bao cát này ngoại trừ lúc hắn ngủ hoặc tắm rửa thì căn bản sẽ không rời khỏi người. Lần trước ở trong miếu gặp cương thi kia, cũng bởi vì mọi chuyện phát sinh đột ngột, vốn không kịp cởi bỏ bao cát gò bó, nếu không quả thật tốc độ phản ứng chắc chắn phải nhanh hơn một cấp nữa. Thiết xa ở trong này đối với ngươi mà nói có vẻ còn hơi nhẹ nhàng, từ mai trở đi tăng thêm 20 cân nữa. Lệ thương hải mắt thấy cảnh này, đồng tử hơi co lại, từ trên giá gỗ bên cạnh cầm lấy một gậy gỗ nhỏ màu vàng, cả hai đầu đều được bọc lót bằng một lớp da dày. Thạch mục sau khi trả lời một tiếng, hai chân đột nhiên dẫm mạnh lên mặt đất, rồi xuống trung bình tấn tại chỗ, sau khi hít một hơi sâu, hai tay liền nắm chặt lại rồi ngừng hô hấp. Tức thì lệ thương hải đi tới phía sau, cánh tay khẽ động, gậy gỗ liền hóa thành côn ảnh trùng trùng điệp điệp nên xuống vị trí các huyệt vị ở nửa người trên của thạch mục. Sau khoảng thời gian một nén nhang, thạch mục mặc quần áo chỉnh tề một lần nữa từ trong phòng lớn đi ra, bước chân ban đầu vốn vẫn linh hoạt giờ rõ ràng đã loạn choạng sắp ngã, hắn nhe răng nhếch miệng rời khỏi tiểu viện lệ thương hải trong phòng lớn thì toàn thân mồ hôi đầm đìa trên mặt cười khổ thể chất của thằng nhóc này cũng quá trâu bỏ đi tí nữa thì một hậu thiên võ giả trung kỳ như ta đã mệt mỏi muốn xỉu nhưng mà cũng đúng nếu không có được thân thể cường tráng nhường này chỉ sợ trong vòng nửa năm ngắn ngủi không thể nào hoàn thành thiết luyện chi pháp võ quán tỷ thí lần này thật đáng mong đợi chỉ có điều dù cho tiểu tử này tu luyện thiết luyện chi pháp trong vòng nửa năm tôi thể tiến cấp liên tiếp hai tầng vẫn có chút khó tin lẽ nào hắn thật sự là huyết mạch võ giả lệ thương hải bất chợt trầm ngâm hắn vốn không biết thạch mục ngoại trừ việc cứ vài ngày lại tu luyện thiết luyện tại võ quán một lần thì sau khi trở về hắn cũng không nghỉ ngơi tĩnh dưỡng như lời dặn dò của lão mà dựa vào năng lực khôi phục kinh người ngày hôm sau vẫn mặc giáp đen dày đến ngoại ô tôi luyện võ kỹ săn các loại dã thú như thế mới có thể trong thời gian ngắn như luyện tôi thể đến trình độ kinh người tới mức này thạch mục rời khỏi võ quán một mình một đường đi đến một căn nhà ba gian xinh xắn, ngông nghênh đẩy cửa tiến vào. Cái chỗ có phần vắng vẻ này chính là chỗ ở tạm thời của hắn ở trong thành. Chẳng bao lâu sau, từ một gian phòng bắt đầu ngập tràn mùi thảo dược nồng nặc, đồng thời còn có hơi nóng cuồn cuộn phán tán ra ngoài cửa sổ. Thật thoải mái, thạch mục trần trụi nằm trong một thùng gỗ lớn, bên trong chính là nước đun nóng hổi. Trên mặt nước còn có dược vật nổi bồng bình trông như hoa cỏ. Nửa người trên của hắn lộ khỏi mặt nước, từng khối dấu vết bầm tím trải rộng, trên mặt lại trần đầy vẻ thư thái, rất nhanh liền phát ra tiếng ngáy khe khẽ rồi ngủ thẳng trong thùng. Chẳng biết bao lâu sau, lúc thạch mục chậm rãi mở mắt tỉnh dậy thì nước thuốc trong thùng đã lạnh buốt rồi, sắc trời ngoài cửa sổ cũng tối hẳn. Thạch mục đứng dậy, đánh giá thân hình mình một chút, thì những vết bầm tím trông mà giật mình trên người đã nhạt đi gần như không thấy. Thuốc tắm của Lưu Phong võ quán đặc chế đúng là không tệ chút nào, phối hợp với khả năng khôi phục hơn người của mình, thực là tuyệt phối. Nếu không thì với kiểu huấn luyện không phải cho người mà hắn đã chịu đựng trong nửa năm này, hắn thực sự không cách này kiên trì đến cuối được. Dù sao cũng không phải kẻ nào cũng có thể cách mỗi vài ngày đều bị người dùng gậy gỗ điên cuồng đánh một trận, bốn tối còn phải đeo giáp đen thiết xa trên lưng chạy như điên trong núi mà vẫn có thể bình yên vô sự nha. Sau nửa canh giờ, Thạch Mục đi tới con phố nào đó của thành Bắc, chỉ chớp mắt đã đi vào một gian nhà nhỏ hết sức bình thường bên trong đã có hai nam tử ngồi trước một cái bàn vuông chờ hắn chính là hai người phùng ly và cao viễn thạch huynh đệ cuối cùng ngươi cũng đến rồi phùng ly vừa thấy thạch mục thì lập tức rời ghế trên mặt tràn đầy vui vẻ nói cao viễn cũng đứng dậy đón chào cực kỳ mừng rỡ nếu phùng huynh đã ra hiệu với ta như vậy xem ra chắc chắn lại có chuyện làm ăn muốn chiếu cố tiểu đệ rồi thạch mục mỉm cười thạch huynh đệ đoán quả không sai lần này chỉ sợ còn phải làm phiên ngươi ra mặt thôi đối thủ lần này là loạn thủy bang gần hoàng điền hắc hồ hội chúng ta đã hẹn với bọn họ rồi canh ba đêm nay ở đây phân cao thấp để quyết định ra quyền sở hữu năm con đường gần thiên vương miếu của thành bắc có điều ta cũng nhận được tin lần này loạn thủy bang cũng mời tới nhiều hảo thủ giúp sức thạch huynh đệ đến lúc đó phải cẩn thận một chút phùng ly cẩn thận kể ra hảo thủ không có hậu thiên võ giả chứ thạch mục ánh mắt lóe lên hỏi một câu như vậy yên tâm Mấy tiểu bang hội của phong thành như hắc hồ hội chúng ta hay loạn thạch bang thì sao có thể mời được hậu thiên võ giả chứ? Cùng lắm chỉ là hào thủ võ đồ của các võ quán khác thôi. Nếu không phải vì mấy lần trước thạch huynh đệ xuất thủ tương trợ mà thế lực của chúng ta tăng lên rất nhiều, thì lần này loạn thủy bang cũng sẽ không chó cùng rứt dậu như vậy. Cao viễn bĩu môi đáp, đúng là như vậy, mặc dù không có giấy trắng mực đen quy định rõ ràng, nhưng xung đột giữ mấy tiểu bang hội như chúng ta đây căn bản không có khả năng được các hậu thiên võ giả để vào mắt. Lại nói cho dù loạn thủy bang thực sự quen biết vị hậu thiên võ giả nào thì cơ bản cũng chả không nổi cái giá để mời họ ra tay. Một vị hậu thiên võ giả ra tay thôi cũng đủ cho bọn họ táng ra bại sản rồi. Phùng Ly cũng vừa cười vừa nói, không có hậu thiên võ giả là được, vẫn quy củ cũ, 300 lượng bạc, cũng không được để cho người ngoài biết thân phận của ta. Thạch Mục bấy giờ mới yên tâm lại, cười cười trả lời như thường lệ. Được, cứ quyết như vậy đi, đồ đạc của ngươi cũng đã chuẩn bị xong từ lâu rồi chúng ta chờ một lát nữa là có thể xuất phát phùng ly lập tức đáp ứng liền lấy từ trên người xuống một cái bao nhỏ đưa thẳng cho thạch mục thạch mục mở cái bao đặt trên mặt bàn trước mặt ra bên trong là một đôi bao tay màu đen một tấm trường bào màu đen và một cái mặt nạ màu bạc cũng thuần thục mặc hết vào ngay lập tức trong phòng xuất hiện một nhân vật hắc y mặt nạ bạc thần bí mỗi lần nhìn thấy bộ dạng hóa trang này của thạch huynh đệ ta đều cảm thấy nhị ca chưa từng qua đời Cao Viễn nhìn thấy cách ăn mặc này của Thạch Mục thì trên mặt không khỏi hiện ra vẻ phức tạp. Khụ, chuyện này còn thiệt thòi cho Thạch huynh đệ phải giúp đỡ thêm. Từ khi lão nhị bất ngờ qua đời, nếu không phải Thạch huynh đệ làm thế thân, lấy thân phận hung quyền của hắn nhiều lần đánh trọng thương cường địch thì Hắc Hồ hội đừng nói là thế lực tăng mạnh trong nửa năm nay, mà chỉ sợ ngay cả địa bàn cũng cũng không thể giữ được rồi. Ngoại trừ hai huynh đệ bọn ta, những người khác căn bản cũng không biết đệ nhất cao thủ của Hắc Hồ hội chúng ta đã thay người từ lâu rồi phùng ly cũng thở dài ta chỉ cầm tiền làm việc thôi nhờ có thù lao của các ngươi ta mới có thể duy trì việc tắm thuốc nước mà hắc hồ hội của các ngươi so với những bang hội khác xung quanh đây coi như cũng là một bang có lương tâm một chút nếu thật sự để cho bang hội khác tiêu diệt bang các ngươi thì dân chúng sống quanh đây chắc chắn sẽ không may mắn gì từ trong mặt nạ truyền ra một giọng nói trầm thấp hoàn toàn khác với giọng nói trước kia của thạch mục đúng vậy vốn dĩ chính là chuyện hợp tác đôi bên cùng có lợi mà thời gian cũng đến rồi, chúng ta đi thôi. Phùng Ly vỗ tay cười nói, Thạch Mục tất nhiên cũng không có ý kiến gì khác. Vì vậy, ba người nhanh chóng đi ra khỏi phòng, rất nhanh biến mất ở phía cuối con đường mờ mờ tỏ tỏ. Trên một con phố vắng vẻ cũ nát nào đó trong phong thành, hai đoàn đại hán có màu quần áo khác biệt đang điên cuồng ẩu đả. Một bên là Hắc Y Nhân, ước chừng khoảng 40 người. Ba người Phùng Ly, Thạch Mục thì hai tay ôm vai đứng ở phía sau quan sát cuộc chiến, bên kia nhân số khá đông, tất cả đều mặc quần áo màu lam, chính là loạn thủy bang có chút danh tiếng ở gần đây, đằng sau cũng có 5 người đứng đó không hề nhúc nhích. Không lâu sau, các thành viên bang hắc hồ hội với nhân số ít rõ ràng đã rơi vào thế hạ phong, không ít người bị đối phương đánh đến vỡ đầu chảy máu, không thể không lùi ra khỏi vòng quần ẩu. Thạch huynh đệ, chúng ta ra tay đi. Phùng Ly thấy vậy, sắc mặt trầm xuống nói. Thạch mục khẽ gật đầu, hai tay run lên không nói hai lời liền tung người nhào ra. Huyệt, huyệt, hai tiếng trầm đục vang lên, theo hai tiếng đó hai gã mặc áo lam lập tức ngã quỵ xuống đất hung quyền khi thạch mục biến thành người mặc nạ bạc vừa xuất hiện trong đám người lập tức đưa tới mấy tiếng kêu sợ hãi nhưng đồng thời cũng có hai đại hán mặc áo lam cao lơn khác múa côn cùng lúc xông tới phía sau thạch mục lại răng rắc hai tiếng thạch mục bỗng nhiên xoay người một cái hai quyền vù vù giáng ra lại trực tiếp đánh gãy ngay giữa hai cây côn cũng không đợi hai người này kịp kinh hãi lui về sau thì thân hình lại chấp lên một cái lùi về, bỗng nhiên tiến đến gần một trong hai người, quyền ảnh khẽ động. Dầm, một cái, người này bay thẳng ra xa hai trượng hệt như cái bao tải, ngã sóng xoài trên mặt đất. Thạch mục lại dẫm mạnh xuống mặt đất, như mũi tên bắn người ra tấn công về phía tên còn lại, vừa nhấc chân lên đã như cuồng phong mà đá bay một tên áo lam khác bắn thẳng ra ngoài. chương 12, mạnh không thể địch, chỉ trong chớp mắt, thạch mục ở giữa đám người như sói nhập bầy cừu, một hơi đánh văng 78 gã bang chúng loạn thủy bang, khiến cho mấy tên còn lại khiếp sợ giạt ra hai bên lúc này phùng ly và cao viễn mỗi người cầm trong tay hai cây thiết bổng nhảy vào trận côn bổng bay múa ngợp trời cũng nhanh gọn đả bại năm sáu người đám bang chúng loạn thủy bang đằng sau thấy vậy không dám làm ngơ một nam tử trung niên gầm to hung quyền rồi cùng với hai gã khác đánh về phía thạch mục mà còn lại hai người nữa thì phân ra đón đầu phùng ly cao viễn đại chiến trở nên kịch liệt vô cùng bốn cây thiết bổng trong tay phùng ly và cao viễn phát ra âm thanh vù vù không ngớt chiêu thức biến hóa giống hệt nhau, hiển nhiên là cùng một bộ võ kỹ. Hai người đối diện thì phân ra sử dụng hai cây thước dẹp màu trắng, một bên chiêu thức trầm trọng chậm, chậm rãi, một bên lại mềm mại chập trờn, cùng với phùng ly, cao viễn đánh đến bất phân thắng bại. Ở đằng kia, thạch mục đang đối mặt với ba gã áo lam có thân thủ vượt xa bang chúng bình thường, hắn không nói hai lời dùng chân vẩy nhẹ xuống mặt đất gần bên, phốc, một cây mộc côn xấu xí từ dưới văng lên, rơi vào tay hắn. Vèo vèo nam tử trung niên dẫn đầu vào tới, hai tay cầm hai thanh dao bằng trúc màu xanh trông rất sắc bén. Vừa tới gần thạch mục, hai lưỡi dao chập lại lướt tới ngực hắn. Với độ sắc bén của nó, cho dù không phải là vũ khí bằng sắt nhưng một khi bị trúng đòn cũng khó tránh kết cục lìa thân. Thạch mục thấy vậy, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, tay khẽ run một cái, một côn thoáng mơ hồ đi, đột nhiên sáu đạo côn ảnh xuất hiện đập tới mãnh liệt. a à, nam tử trung niên kinh hãi, vội rụt hai thanh dao trúc về, múa may điên cuồng trước người chống đỡ. Hai tiếng ầm ầm vang lên giòn giã, nam tử cảm thấy hai bàn tay tê dần, hai thanh dao trúc trong nháy mắt đã gãy thành bốn khúc, hầu như cùng lúc đó ngực gã chuyển đến một cơn đau nhức, thân hình đạp đạp lùi về sau mấy bước, lảo đảo suýt chút nữa ngã xuống đất. Vừa lúc đó hai gã áo lam khác cũng xông đến, nhìn thấy tình hình này vô cùng khẩn trương, một thương trong tay của một gã xé gió đâm tới. Tên còn lại thì dùng cổ tay, một cái roi ra trông như một con cuồng mãng cũng lao về phía thạch mục. Thạch mục gầm nhẹ, chợt phung tay lên, một côn trong tay hắn nhất thời phóng ra, chỉ nghe oanh một tiếng thật lớn. Nam tử cầm thương cơ bản không kịp biến chiêu, mũi thương chính diện đón lấy một côn. Tay gã nam tử nóng bừng, một cỗ lực lượng khó có thể hình dung theo cán thương len vào người, nửa đoạn đầu của trường thương nổ tung trong tích tắc, hai tay gã đầm đìa máu tươi, hoàn toàn mất hết cảm giác. Đồng thời, cánh tay kia của thạch mục cũng nhoáng lên, đùng một tiếng, bàn tay đeo bao tay màu đen của hắn chụp lấy roi ra nọ. Sắc mặt nam tử mặc áo lam trắng bệch, hai tay liều mạng kéo ngược roi ra trở lại. Thạch mục gừ lạnh một tiếng, bàn tay đang cầm roi ra dùng sức giật mạnh, khiến cho thân hình nam tử nọ run rẩy dữ dội, y nhất thời không trụ vững được bổ nhào về phía trước. Không xong, nam tử cầm roi hoảng hốt định thả roi ra, nhưng đã muộn. Chỉ thấy bóng người mang mặt nạ bạc ở đối diện khẽ di động, sải bước tới trước mặt y, tung ra một quyền. Dầm, bụng của nam tử cầm roi tựa như bị một ngọn núi chạm vào, ruột gan đảo ngược, đau thấu trời xanh, hai mắt y tối sầm lại, ngã quỵ xuống đất. Thạch mục không định dừng tay, hai vai lại run lên, thân hình như rồng nhảy lên không, cước ảnh trùng trùng quét tới. Nam tử cầm roi mặt mày xám ngắt không còn một giọt máu. Với lực đạo khủng bố của đối phương, nếu thật sự bị đánh trúng thì không chết cũng trọng thương tại chỗ. Nhưng hiện giờ đối mặt công kích này y lại chẳng thể nào né tránh dừng tay, chúng ta nhận thua. Ngay lúc này, một giọng nói hoảng sợ từ bên cạnh truyền đến. Cước ảnh hơi dừng lại, xẹt qua đầu nam tử cầm roi, gió mạnh cuốn theo táp vào khiến ra đầu nam tử tê dại, suýt chút nữa khiến y sợ hãi bất tỉnh nằm trên đất. Thạch mục vừa hạ người xuống, thông qua khe hở của mặt nạ, đảo mắt nhìn về phía âm thanh kia. Người vừa lên tiếng vừa rồi chính là nam tử trung niên cầm đầu loạn thủy bang. Gã ta trông thấy nam tử cầm roi vẫn chưa thê thảm lắm, mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó tiến lại gần thạch mục cười khổ chắp tay nói hung quyền quả nhiên danh bất hư truyền với thân thủ của các hạ e rằng đủ để đứng hàng đầu trong toàn bộ võ đồ của phong thành sao lại dính dáng tới đám tiểu miêu tiểu cầu kiếm cơm hàng ngày như chúng ta chứ thạch mục ánh mắt vô cùng lạnh lẽo không hề nói tiếng nào nhưng phùng ly thì bước tới quát đừng nhiều lời tỉ thí xong toàn bộ các ngươi phải lui khỏi năm con đường này nếu chúng ta đã không phải là đối thủ của hung quyền thì loạn thủy bang sẽ tránh lui ba thước Chúng ta đi, thủ lĩnh loạn thủy bang cũng là một người quyết đoán, nhàn nhạt, nhạt trả lời một câu rồi khoát tay mang tất cả mọi người rút đi. Trong nháy mắt, xung quanh chỉ còn lại một đám bang chúng, ai nấy đều hoan hô, phấn khởi bừng bừng. Phùng Ly và Cao Viễn hăng hái căn dặn thủ hạ tiếp quản các địa bàn mới. Mà đang lúc ấy, Hung quyền Thạch Mục đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người một cách thần không biết quỷ không hay. Mấy ngày sau, Thạch Mục mặc một tấm ô giáp nặng hơn thêm mấy chục cân từ trong núi quay về trang viên ở ngoại ô lúc ở trong sân nhìn thấy thiếu nữ thước tha đứng trước mặt thì không khỏi sững sờ thiếu gia trung cô nương đã quay lại đây từ hai ngày trước bởi vì ta không có cách nào liên lạc với thiếu gia nên chỉ có thể để nàng ta ở lại đây trương tỏa ở bên cạnh bẩm báo lại với vẻ sợ sệt vị quản sự này của trang viên rất rõ ràng đừng thấy vị thạch thiếu gia này còn trẻ thủ đoạn của hắn là vô cùng lợi hại đấy lần này lão tự ý giữ thiếu nữ này lại không biết có phạm vào kiêng kỵ của chủ nhân mình hay không không có chuyện gì đâu người đi xuống trước đi ta muốn nói chuyện riêng với trung tú cô nương một lát thạch mục rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần khoát tay bảo trương tỏa thiếu nữ kia trước sau vẫn cúi đầu im lặng đợi khi trương tỏa rời đi thạch mục đưa tay mời dẫn thiếu nữ đi về phía phòng ngủ của mình trung cô nương sao cô lại quay về đi cô có chuyện gì muốn nói sao thạch mục xoay người nghiêm mặt hỏi thiếu nữ thạch công tử công tử không cần hỏi nhiều chỗ này của công tử có thiếu người làm hay không nếu không chê tú nhi xin ở lại đây làm một thô sử nha hoàn trung tú rốt cuộc cũng ngẩng đầu cắn chặt môi đáp nha hoàn trung cô nương đang nói đùa sao ta không biết cô ở ngô gia gặp phải chuyện gì ta nhớ lúc gặp mặt bọn họ có vẻ còn chút khách khí với cô mà nếu cô không thể nói rõ ràng một chút thì ta sẽ rất khó xử thạch mục nhíu mày chậm rãi nói ra một nha đầu xấu xí như ta có thể gặp chuyện gì ở ngô gia được chứ người ta lúc trước chấp nhận ta ta vào cửa chẳng qua là vì nghĩ ta còn giữ được một ít gia sản của trung gia trong người. Đến khi biết rõ thực ra trung gia ta nghèo rất mồng tơi thì tất nhiên sẽ không thèm thừa nhận bất kỳ chuyện hứa hẹn gì trước kia. Ta mà không chủ động rời đi, chẳng lẽ còn chờ đối phương thẳng tay đuổi người sao? Giờ trong phong thành này, ta chẳng còn quen ai để nương tựa cả, thế nên mới chỉ có thể mặt dày mày dạn quay trở lại đây. Nước mắt đảo quanh trong mắt Trung Tú, giọng nói nghe có phần nghẹn ngào. Nàng dù sao cũng mới chỉ là một thiếu nữ mười mấy tuổi, trước vừa phải chịu nỗi đau mất cha, sau đã bị nơi mình vẫn coi là nhà chồng trở mặt đuổi người, rốt cuộc không thể nào tiếp tục duy trì vẻ chấn định như trước được nữa. Thì ra là vậy, chuyện này quả nhiên y hệt như những gì lệnh tôn đã dự đoán trước kia. Như thế này đi, tú nhi cô nương, cô đừng nhắc lại chuyện làm nha hoàn gì nữa, trước hết cứ ở lại đây đã. Mặc dù ta không có xuất thân đại phú đại quý gì, nhưng thêm một miệng ăn cũng chẳng có vấn đề gì cả. Cô cũng không cần phải gọi là là công tử này công tử nọ, cứ gọi ta một tiếng thạch đại ca là được rồi nếu một ngày nào đó cô muốn rời đi chỉ cần nói cho ta một tiếng là được thạch mục nhìn nét biểu cảm quật cường trên mặt thiếu nữ trước mắt không khỏi thấy giống với dáng vẻ của một người thân nhất nào đó kia vài phần ngay lập tức một nỗi xúc động dâng lên từ một nơi nào đó sâu trong tâm khảm và cuối cùng hắn quyết định nói ra đa tả thạch đại ca thiếu nữ nghe vậy thì vừa mừng vừa sợ liền vén áo thi lễ với thạch mục nói với muôn vàn cảm kích sau đó Thạch Mục lại gọi Trương Tỏa đến, sắp xếp cho Trung Tú một gian phòng sạch sẽ. Cùng lúc đó, trong phủ đệ của Ngô Gia ở Phong Thành, mấy người Ngô Gia bao gồm cả Bạch Diện Nam Tử đang thương lượng về việc liên quan tới Trung Tú và ai đó trong đại sảnh. Lão Nhị, người khẳng định tên Trung Minh kia không nói mọi chuyện cho con gái hắn sao? Nếu không phải như vậy thì Ngô Gia của chúng ta bị tổn thất lớn rồi. Một lão giả chừng 50 tuổi có khuôn mặt khá giống với Bạch Diện Nam Tử nhưng hiển nhiên là khí khái hơn đang hỏi với bộ dạng cực kỳ nghiêm trọng. Lão chính là gia chủ đương nhiệm của Ngô gia, lão đại trong số ba huynh đệ của Ngô gia Ngô Lượng, cũng là võ giả hậu thiên đại viên mãn duy nhất của Ngô gia. Đại ca, huynh không tin ta, chẳng lẽ còn không tin vật kia sao? Vật kia nếu không có bất kỳ phản ứng nào với tiểu nha đầu kia, vậy cũng đủ để nói lên rằng nàng ta căn bản không hề kích phát được huyết mạch. Nếu đã như thế, nàng ta chỉ là một nha đầu nghèo rớt không xu dính túi, lại có tư cách gì làm con dâu của Ngô gia ta chứ? Lại nói nữa mặc dù Trung gia đưa đồ vật đó cho chúng ta, nhưng nếu không phải nhờ ngô gia chúng ta trợ giúp mấy lần thì Trung gia đã diệt vong từ lâu rồi, từ hôn thì đã là gì? Bạch diện nam tử ngô phong lên tiếng phản bác, đúng là như vậy đấy đại bá à, cháu cũng không nguyện ý lấy một nhà đầu xấu như vậy đâu, người cháu nhìn chúng là kim ngọc chân của kim gia cơ. Tên thiếu niên ngang ngược, kiêu ngạo đang đứng nghe bên cạnh cũng chen mồm vào với giọng rất không tình nguyện. Im ngay, hoa nhi, ở đây có chỗ cho con nói chuyện sao? Bạch Diện Nam tử lập tức trầm mặt, quát lớn, thiếu niên ngang ngược kiêu ngạo kia chỉ có thể mất hứng mà ngậm miệng lại. "Hoa Nhi, đây không phải chuyện con thích hay không thích. Nhà đầu kia mặc dù không kích phát được huyết mạch, nhưng nếu trở thành con dâu của Ngô gia, vậy con cháu của Ngô gia sẽ có thêm một phần khả năng trở thành huyết mạch võ giả. Chỉ bằng như vậy là ta đã không đồng ý với việc nhị đệ để mặc cho nha đầu trung tú kia rời đi rồi." Ngô Lượng vẫn chậm rãi nói, "Nếu như Hoa Nhi ghét bỏ nhà đầu xấu xí kia cũng không sao." Ngô Tuần nhà ta chắc chắn không ngại nhận nha đầu kia đâu mà, không cần đuổi nàng ta đi đâu. Lão Tam của Ngô gia Ngô Đồng một nam nhân trung niên mặc áo tím có khuôn mặt trẻ hơn Bạch Diện nam tử một chút vừa cười vừa nói như vậy. Chương 13, Liêu Hỏa Thương Pháp và Nhật nguyện nhận. Ngô Tuần trời sinh đần độn ngu si, cộng thêm đôi chân đi lại không được thuận tiện cho lắm, dung mạo của nha đầu trung tú kia có vẻ xấu xí nhưng kỳ thực tâm cao khí ngạo, chắc chắn sẽ không nguyện ý lấy Ngô Tuần. Bạch Diện nam tử lắc đầu nói, không nguyện ý ư? kha kha nhà đầu đó nếu như đã tìm đến ngô gia chúng ta thì làm sao có thể cho phép nàng không nguyện ý nếu giao cho ta thì ta tất sẽ có biện pháp ép nàng phải ngoan ngoãn mà nghe lời ngô đồng nghe thấy thế liền cười gần một tiếng ngươi cho rằng ta chưa nghĩ qua việc dùng sức mạnh ư lúc đó trung tú không phải một mình tìm đến ngô gia chúng ta mà còn có một người khác đưa tới ta cho người dò la tin tức liền điều tra ra được người này không lớn tuổi lắm mà lại còn có chút quan hệ với kim gia bạch diện nam tử thở dài một hơi cái gì, hắn có quan hệ với Kim gia sao? nếu như vậy thì chuyện này coi như hết cách rồi, không cần để ý đến nhà đầu kia nữa. nếu như việc này bại lộ ra, nhớ đầu chọc đến Kim gia thì chỉ sợ thứ đồ tốt kia cũng không thể giữ được đâu. về phần tổ tiên Trung gia từng xuất hiện huyết mạch võ giả thì chẳng qua khi đó là do Trung gia tự mình nói ra, làm sao mà biết được đó là thật hay giả? nói không chừng đó chỉ là tự biên tự diễn mà thôi. Nếu như đúng là thật thì mặc dù con cháu của huyết mạch võ giả có tỷ lệ kích phát huyết mạch cao hơn một chút nhưng cũng cần rất nhiều dược vật chân quý và bí pháp đặc thù kích thích mới có thể thành công. So ra mà nói thì việc lấy được thứ đồ tốt kia càng trọng yếu và thực dụng hơn nhiều. Gia chủ ngô gia vốn cả kinh sau đó nhanh chóng thay đổi thái độ rồi đưa ra quyết định. Bạch diện nam tử tất nhiên cũng không có ý kiến gì thêm. Nam tử cẩm y mặc dù có vẻ như không tình nguyện cho lắm nhưng cuối cùng vẫn gật đầu bọn người ngô gia tiếp tục thương lượng thêm một ít sự tình khác sau đó từng người một rời đi phụ thân tên tiểu tử đi cùng nha đầu xấu xí kia tên là gì hắn cùng kim gia có quan hệ gì vậy thiếu niên đi cùng bạch diện nam tử có vẻ ngang ngược và kiêu ngạo sau khi về đến phòng không nhịn được hỏi thăm a à, kẻ mà con nói là một thiếu niên tên thạch mục thực sự ra hắn cùng với kim gia cũng không có quan hệ huyết thống trực hệ gì chẳng qua chỉ là một tên ngoại thích mà thôi nhưng mà Mẫu thân trên danh nghĩa của hắn lại là một nhân vật vô cùng lợi hại, nếu có thể thì tốt nhất đừng chọc vào thì tốt hơn. Mẫu thân trên danh nghĩa? Thiếu niên kiêu ngạo có vẻ hồ đồ không hiểu. Đúng vậy, bà ta tên là Kim Chân, tên của bà ta chỉ ít hơn một chữ so với tên của nha đầu Kim gia mà con thích, nhưng lại là cô cô của nàng ta. Thực lực lại càng cách biệt một trời một vực, tương đương với cảnh giới của đại bá con đấy. Người ngoài có thể ít nghe đến tên của bà ta nhưng bà ta lại là người phụ trách tất cả sinh ý và dược liệu của Kim Gia, nắm giữ quyền lực rất lớn trong Kim Gia. Thế nào, Hoa Nhi, con rất để ý tên thạch mục kia sao? Con nghe người ta nói, sau khi nhà đầu xấu xí kia rời đi liền tìm đến chỗ tên thạch mục đó. Con tuy không có hứng thú với nàng ta nhưng dù sao cũng có tiếng là đã từng có hôn ước với con, bây giờ lại tự tiện tìm đến một gã đàn ông khác, nếu như chuyện này truyền ra ngoài không phải là con sẽ rất mất mặt sao? Phụ thân, con rất muốn dạy dỗ hắn một trận thật ra trò thiếu niên kiêu ngạo tên ngô hoa hừ lạnh hai tiếng rồi nói hắc hắc nhị tử ngốc con đã quên trước kia ta đã dạy con cái gì sao chẳng phải vì theo đuổi kim ngọc chân mà con đã kết giao với không ít con cháu kim ra sao ngô gia có thể khó ra tay với tên tiểu tử kia nhưng nếu là người một nhà kim gia ra tay thì tất nhiên sẽ không dính dáng gì đến ngô gia ta rồi bạch diện nam tử vốn sững sờ nhưng ngay sau đó vẻ mặt cưng chiều con mà chỉ điểm một chút đa tạ phụ thân, con biết phải làm sao rồi. Ngô Hoa nghe xong lập tức vui mừng nói. Hai người các ngươi lại bị một tên của một bang phái nhỏ đánh bại dễ dàng sao? Bên trong một luyện võ trường rộng khoảng gần mẫu, một gã thiếu niên toàn thân mặc áo trắng đang nhìn chằm chằm vào hai thanh niên khoảng 20 tuổi lạnh lùng hỏi. Hai gã thanh niên này một tên cầm thương còn một tên bên hông quấn roi ra, tuy đã thay một bộ quần áo khác màu xanh nhưng chính là hai gã mới bị thành mục đánh bại cách đây không lâu ở đại chiến giữa loạn thủy bang và hắc hồ hội, giờ này hai gã đầu đầy mồ hôi, có vẻ rất nể sợ thiếu niên trước mặt. Vương, vương sư đệ, làm sao ngươi biết việc này? Thanh nghiêm cầm thương lắp bắp hỏi. Hừ, nếu không phải ta vô tình nghe được các sư huynh sư đệ khác trong võ quán bàn tán việc này thì phải chăng hai vị sư huynh sẽ giấu nhẹm việc này đi, mặc kệ thanh danh của kim cương võ quán bị hủy phải không? Thiếu niên áo trắng ngử lạnh một tiếng trả lời. Đương nhiên không phải như thế. Chẳng qua lần này hai bọn ta bại thảm quá, vốn định quay về tìm mấy vị giáo đầu tiếp tục luyện võ công, sau đó mới tìm tên hung quyền kia khiêu chiến tiếp gã thanh niên có đeo roi ra bên hông lau mồ hôi lạnh trên trán cái khó ló cái khôn nói a à, nói như vậy thì các ngươi thực sự bị tên kia đánh bại chỉ trong thời gian ngắn sao các ngươi mau mau kể lại cho ta nghe về tình hình lúc giao thủ đi thiếu niên áo trắng nghe xong cảm thấy hứng thú liền hỏi lại đúng vậy vương sư đệ lúc ấy thế này người giao thủ trước với hung quyền không phải là hai bọn ta mà là lão đại của loạn thủy bang lúc đó hắn Hai gã như được đại xá liền bắt đầu kể lại, cuối cùng, may mà đúng lúc mấu chốt sư lão đại mở miệng nhận thua mới tránh thoát được một kiếp, nếu không chỉ sợ một chân của hắn mà đá ra thật, thì ta cũng không thể nào mà gượng dậy được nữa. Tên hung quyền này có thể dùng côn gỗ ném một cái làm mộc thương của người bị nứt vỡ ra lại có thể vững vàng túm lấy Lý sư huynh kéo lại, xem ra nếu không phải hắn đã luyện thuật tôi thể đến tầng thứ 10 trở lên thì phải là hắn trời sinh thần lực, khó trách các ngươi lại không phải đối thủ của hắn thiếu niên áo trắng sau khi nghe xong thần sắc cũng hòa hoãn hơn đúng vậy tiểu sư đệ hung quyền trước nay chưa bao giờ dùng khuôn mặt thật để gặp người vừa mới xuất đạo đã trở thành đệ nhất cao thủ của hắc hồ hội hắn có không ít chiến tích đánh bại cường địch nhưng nửa năm trở lại đây lại càng lợi hại hơn thậm chí trước đó phong quân tiếng tăm lừng lẫy của thiên lộc võ quán khi giao thủ một trọi một với hắn cũng bị đối phương dùng nắm đấm đánh gãy bảy tám cây xương sườn đến nay vẫn còn đang nằm liệt trên dưỡng thương nha lý sư huynh vội vã tiếp lời thiếu niên kia phong quân cũng bị hung quyền đánh bại. Y năm đó tuy rằng suýt soát không được khai nguyên võ viện thu nạp nhưng đến nay thuật tôi thể cũng luyện đến tầng thứ 10, lại còn tu luyện một bộ ngạnh công ngoại môn là thiết hy thể cực kỳ bá đạo mà vẫn bị đánh cho phải nằm dưỡng thương trên giường. Ta bắt đầu cảm thấy hứng thú với tên gia hỏa giấu đầu lòi đuôi này rồi. Thiếu niên áo trắng nghe xong không tức giận mà còn cười rộ lên. Vương sự đệ, ý của ngươi là, hai gã thanh niên không khỏi hai mặt nhìn nhau, một gã lý nhí hỏi ta mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, hãy mau chóng tìm hắn gửi lời khiêu chiến của ta, ta sẽ cùng hắn hảo hảo tỉ thí một trận, xem hắn có tiếp được liệu hỏa thương pháp của ta hay không. Thiếu niên áo trắng không chút do dự trả lời, việc này, tốt, hai người chúng ta nhất định sẽ làm cho hắn phải ra mặt. Thanh niên cầm thương còn đang trần chờ thì Lý Sư Huynh lại không chút do dự đáp ứng. Lúc này thiếu niên áo trắng mới hài lòng rời đi, Lý Sư Huynh, thật sự là chúng ta sẽ đi gửi lời khiêu chiến với tên hung quyền kia sao? thanh niên cầm thương đợi thiếu niên đi khuất liền oán trách đồng bọn một chút ngươi cũng không phải không biết tính cách của vương sư đệ nếu không đáp ứng chỉ sợ hắn sẽ trở mặt đánh cho chúng ta một trận như tử đấy được rồi cùng lắm chúng ta chỉ cần sai người truyền tin cho hắc hồ hội còn tên hung quyền kia có đáp ứng hay không thì mặc kệ hắn lúc đó đã không còn là chuyện của chúng ta phải lo nữa lý sư huynh giảo hoạt nói đúng vậy a à, ta đúng là ngốc mà nếu như tên hung quyền kia không đáp ứng thì chắc chắn vương sư đệ sẽ tự mình tìm đến hắc hồ hội như vậy thì thù này của chúng ta cũng sẽ được báo với bổn sự của vương sư đệ thì tên hung quyền kia có cậy mạnh hơn nữa thì cũng không thể là đối thủ thanh niên cầm thương nghe vậy chợt bừng tỉnh đại ngộ đúng vậy liệu hỏa thương pháp là một trong số ít những môn võ kỹ cấp độ võ đồ có thể phát huy ra uy lực của hậu thiên võ kỹ tên hung quyền kia chắc chắn không thể chống trả được lý sư huynh cười lạnh nói sau đó hai tên cao hứng bừng bừng rời khỏi võ quán. Thạch mục tự nhiên không biết mình cải trang thành hung quyền lại bị người theo dõi. Nhưng mà nếu như hắn có nhận được tin tức này thì hắn cũng không quá quan tâm. Dù sao thì từ khi hắn đeo mặt nạ màu bạc kia đến nay đã nửa năm, những chuyện như vậy đã xảy ra mấy lần rồi. Tên phong quân của thiên lộc võ quán không hiểu bị một thế lực nhỏ nào xúi dại lại đi khiêu chiến hung quyền, bị hắn dùng toái thạch quyền không khách khí gì dáng xuống ba quyền làm một thân ngạnh công của y phá vỡ, sau đó y phải nằm trên giường mà dưỡng thương mất hơn nửa tháng. Nói đến nguyên nhân tại sao hắn lại cải trang thành hung quyền cũng rất đơn giản. Sau khi hắn tìm đến Lưu Phong võ quán không lâu, trong lúc đang tu luyện tại võ quán thì vô tình bị hai người Phùng Ly và Cao Viễn nhìn thấy hắn đã tiếp cận đại thành toái thạch quyền. Hai người họ liền kinh nghỉ đến gần bắt chuyện làm quen, sau đó đạt thành hiệp nghị trở thành người thay thế cho đệ nhất cao thủ hung quyền của Hắc Hồ Hội do bị bệnh mà chết, tránh cho Hắc Hồ Hội bị các thế lực khác thừa cơ tiêu diệt. Vì thế Thạch Mục đã nhận được một số bạc, làm cho túi tiền của hắn sắp cạn kiệt vì mua thuốc tắm lại dùng rỉnh trở lại. Lúc này hắn lại dùng tướng mạo vốn có đi vào trong phong thành, tìm đến đoạn phố rách nát mà loạn thủy bang đang quản hạt. Đoạn phố này dài lắm cũng chỉ khoảng 30 trượng, cửa hàng hai bên đường cũng không nhiều lắm. Thạch Mục đi vào một cửa hàng bên trong có treo biển hiệu thiết trùy, mặt mũi chờ mong nhìn một đại hán vạm vỡ làn da màu đồng đang cởi chân. Đại hán đang cầm một bản vẽ thật to trên tay mở ra chừng mắt lên xem, một lúc sau bắt đầu nhăn mày lại. Thế nào, chẳng lẽ mã sư phụ cũng không thể chế tạo loại binh khí này sao? Thạch mục thấy vậy nhịn không được hỏi. Loại binh khí này thiết kế thập phần xảo diệu, chế tạo ra nó cần không ít tinh lực, thời gian sẽ dài hơn một chút, nhưng mà mã mũ vẫn có thể chế tạo ra được. Vấn đề duy nhất chính là thiết kế này yêu cầu một loại vật liệu vô cùng chân quý là hàn thiết, trong tay ta cũng chỉ có mấy khối mà thôi, liệu có thể dùng loại vật liệu khác để thay thế có được không? Đại hán thường tráng nghe vậy rốt cuộc đem ánh mắt rời khỏi bản vẽ, suy nghĩ một lát rồi trả lời. Không được, thanh nhật nguyệt nhận này có công dụng cực kỳ lớn với ta, dù không thể tạo ra một thứ có thể chặt vàng cắt ngọc, thì ta chắc chắn cũng không hy vọng nó là thứ vừa bị binh khí khác chạm phải đã hỏng mất, nên tuyệt đối không thể tiết kiệm về vật liệu. Như vậy đi, ta tăng thêm cho ông 500 lượng bạc nữa, ông tìm thêm vật liệu hàn thiết từ các tiệm thợ rèn khác cho ta, nhất định phải rèn chúng ra thật nguyên chất, hoàn hảo cho ta về phần thời gian thì chậm nhất cũng không thể quá một tháng được. Thạch Mục nghe vậy quả quyết nói, chương 14, Vương Thiên Hào, nếu có bạc, một tháng thời gian là đủ rồi, đến lúc đó người cứ tới đây cầm binh khí đi là được. Đại Hán không lưỡng lự liền đáp ứng, vậy làm phiền mã sư phó, đây là tiền đặt cọc. Thạch Mục nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Từ bên hông lấy ra một cái túi đầy bạc, trực tiếp ném qua Đại Hán. Trong hắc hồ hội, ngoại trừ hai người phùng ly, cao viễn, Vị Mã sư phó này là người duy nhất biết được thân phận thật của Hung quyền. Ngoài ra nghe nói Mã sư phó còn là bà con xa của Cao Viễn, chẳng những tinh thông luyện chế sắt mà tạo nghệ trên phương diện rèn đao kiếm cũng không hề dưới mấy vị đại sư rèn có tiếng trong phong thành. Mặt nạ màu bạc Hung quyền đang sử dụng chính là được làm ra từ tay gã. Đối với người như vậy, dù suốt hết bạc đặt trước thạch mục vẫn rất là yên tâm. Chẳng qua bây giờ hắn lại lần nữa rỗng túi, xem ra còn phải nghĩ biện pháp kiếm chút bạc trở lại. Lại nói tiếp, nửa năm qua thu nhập của hắn gần một nửa là đến từ tòa tử lâu được thừa kế. Tòa, viễn hương tử lâu, này vốn đã có vị trí thật tốt, sau lại thường xuyên được hắn đưa con mồi săn từ trong núi đến thì sinh ý lập tức tăng vọt. Mỗi tháng đều thu nhập trên trăm lượng bạc, phần nửa thu nhập còn lại đến từ thù lao hắn đạt được trong thân phận hung quyền. Về phần thu nhập của ruộng đồng ngoài thành thì chỉ vừa đủ chi tiêu cho trang viên mà thôi. Xem ra chuyện kia chắc cần phải động thủ sớm hơn so với kế hoạch. Cũng may hai ngày trước hắn tu luyện phong trì đao pháp đã đến trình độ nhất thức thất trảm, hẳn là miễn cưỡng đủ dùng cho việc này. Phải biết rằng dị biến tăng phúc trên thân thể hắn khoảng nửa năm trước đã chấm dứt. Từ đó về sau, hắn mới biết lúc trước việc hắn có thể đơn giản thi triển ra nhất thức lục trảm là chuyện khó lường đến cỡ nào. Nửa năm qua hắn miệt mài tu luyện phong trì đao pháp hầu như không bỏ một ngày nào, nhưng đến cùng chỉ có thể miễn cưỡng tăng tốc độ suốt đao lên thêm một chém, nhưng thành tích này cũng đủ làm cho hắn đi ngang trong đám võ đồ bình thường rồi dù sao cao thủ cỡ lệ thương hải vẫn hết toàn lực chẳng qua cũng chỉ nhất tức cửu chảm mà thôi trong suy nghĩ như vậy thạch mục từ từ rời đi thiết tượng phô bỏ ra gần nửa ngày thời gian đi mấy tiệm tạp hóa khác mua một ít đồ sau đó mới trở lại chỗ ở trong thành vừa mới tiến vào phòng ánh mắt hắn như tùy ý nhìn lướt qua chỗ cửa sổ thần sắc lập tức khẽ động thạch mục đi tới vài bước vươn tay sờ lên cửa sổ đang mở ra một nửa kia sau đó móc ra một mảnh giấy nhỏ thạch mục rất thuần thục mở mảnh giấy ra nhìn sau khi nhanh chóng đọc lướt qua nở nụ cười xem ra lại có người muốn đưa bạc tới cửa nói xong câu này hắn thuận tay nhét luôn mảnh giấy vào trong ngực trực tiếp nằm vật xuống giường ngáy o o thạch mục ngủ một lèo đến khi sắc trời tối muộn mới tinh thần phấn chấn rời giường lấy một cái bọc từ dưới giường ra hắn một lần nữa rời đi chỗ ở một lúc lâu sau tại hậu viện thiên vương miếu hơi có chút danh tiếng trong phong thành bang chúng hắc hồ hội đang nằm bò đầy đất cả đám miệng rên rỉ thống khổ côn bồng đao kiếm rơi khắp nơi trên mặt đất lại không ai có can đảm nhặt lên đứng dậy thậm chí đến hai người phùng ly cao viễn cũng một người khóe miệng chảy máu một người toàn thân in đầy dấu chân ngã bổ nhào trên mặt đất trên mặt hai vị thủ lĩnh hắc hồ hội lúc này tràn đầy thần sắc khó tin hoảng sợ nhìn về phía thiếu niên cầm thương đứng trước mặt hai người bọn họ tuy rằng đều đã từng nghe qua danh thiên tài của đối phương nhưng tuyệt không nghĩ đối phương lại có thể mạnh đến trình độ này. Bọn họ là luyện thể võ đồ đại thành liên thủ với hơn 10 tên thủ hạ cường tráng cùng lao lên tấn công, vậy mà ở trong tay đối phương cũng không cầm cự được bao nhiêu thời gian. Vương Thiên Hào, chúng ta chỉ mới vừa nhận được thư khiêu chiến của ngươi, ngươi đã đánh tới cửa. Này cũng không khỏi hơi quá đáng đi, tuy rằng trên người kịch liệt đau nhức nhưng Cao Viễn vẫn nhịn không được hét lớn. Hừ, một tên phế vật, gọi bảy cái gì? Chiều nay tâm tình ta bỗng nhiên không tốt, đến sớm một chút định nhờ hung quyền nhà các ngươi giúp thư giãn gân cốt. Như thế nào, các ngươi có ý kiến, thiếu niên áo trắng nhìn như trắng trẻo, mặt lại không biểu tình trả lời. Một chân nhấc lên, phanh một tiếng, đầu cao viễn bị thiếu niên dẫm lún một nửa vào trong bùn. Cao viễn trong lòng sợ hãi dâng lên, muốn liều mạng dẫy ruộng nhưng không tác dụng, chỉ có thể mắng to. Thiếu niên áo trắng nghe thấy, dưới bàn chân không nói hai lời lại dồn thêm lực. Mặt cao viễn bị đạp cho đau nhức kịch liệt, cuối cùng cũng không cách nào mở miệng mắng nữa phùng ly ở bên cạnh thấy như vậy cũng bị sợ hãi xâm nhập đang lúc muốn lao người lên liều mạng thì bỗng vèo một tiếng một vật đen xì không rõ từ đâu vọt ra bắn về phía thiếu niên lông mày thiếu niên nhướn lên trường thương trong tay không chút để ý quất về phía trước một cái oanh một tiếng bóng đen đập vào cán thương nổ tung tóe ngay tại chỗ vô số mảnh vỡ bắn ra xung quanh Cán thương của thiếu niên không hổ là được chế tạo từ tinh thiết, mà bóng đen kia chẳng qua chỉ là một hòn đá cỡ chén ăn cơm. Cánh tay thiếu niên áo trắng run lên, thân hình không khỏi lui một bước, đầu khẽ nghiêng, một mảnh đá vỡ liền xẹt qua gò má y, để lại một vết xước dài dịn máu. Hung quyền, thiếu niên áo trắng căn bản không thèm để ý đến vết máu trên mặt, ngược lại y gắt gao nhìn chằm chằm vào người áo đen mang mặt nạ bạc mới xuất hiện cách đó không xa, trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Người chính là kẻ viết thư khiêu chiến ta. Thạch Mục xuyên qua mặt nạ, nhìn nhìn tình hình trong sân. Xong quay sang thiếu niên áo trắng chậm rãi hỏi, ngươi không biết ta là ai? Thiếu niên áo trắng nghe hỏi, lại lộ ra một tia ngoài ý muốn. Như thế nào, ta cần biết ngươi là ai sao? Thạch Mục nhìn thiết thương trong tay đối phương, đi vài bước tiến vào sân, dùng chân hất một thiết đao vô chủ nằm trên mặt đất lên nắm chặt trong tay. Nhị đệ cẩn thận, tên Vương Thiên Hào này được xưng là đệ nhất võ đồ phong thành. Là đệ tử Vương gia huyết mạch, Phùng Ly lúc này liền cao giọng nhắc nhở, đệ nhất võ đồ phong thành, vương gia huyết mạch, thạch mục nghe nói như thế, đồng tử không khỏi co rụt lại. Hắc hắc, danh sừng đệ nhất võ đồ cũng không phải do ta tự phong, vì tất cả những kẻ nào không phục đều bị ta đánh phục rồi. Về phần vương gia huyết mạch, ta tuy là đệ tử vương gia nhưng còn chưa có kích phát huyết mạch để trở thành huyết mạch võ giả chính thức đâu. Thiếu niên áo trắng cười hắc hắc một tiếng nói, các hạ đã có tiếng tăm lớn như vậy vì sao còn muốn tìm một cái bang phái nho nhỏ như chúng ta phiền toái ngược lại với thái độ cợt nhả của thiếu niên thạch mục mặt ngưng trọng hơn vài phần không khỏi hỏi ha ha khiêu chiến cường giả còn muốn tìm lý do sao ngươi nếu như đã đến ta cũng lời để ý đến đám phế vật này trước tiếp ta một thương rồi hãy nói vương thiên hào sau khi cười lớn một tiếng thân hình đột nhiên nhảy trồm lên phía trước hai tay nắm thương run lên đâm thẳng đến thạch mục thạch mục chỉ cảm thấy hoa mắt năm đầu thương sáng loáng đã thoáng ẩn thoáng hiện ra trước mắt hung hăng đâm tới lồng ngực thạch mục hư một tiếng cánh tay khẽ động thiết đao trong tay thấp thoáng huyễn hóa ra năm đao ảnh màu đen trực tiếp bổ ra ngoài phốc phốc vài tiếng năm đầu thương vừa mới tiếp xúc với đao ảnh bỗng nhiên tán loạn mà mất nhưng vào lúc này hàn quang chợt lóe lên đầu thương thứ sáu đột một hiển hiện ra như độc xả âm hiểm hướng mặt thạch mục đâm thẳng đến công kích lần này cực nhanh góc độ cực kỳ xảo trá thạch mục chấn động muốn dùng thiết đao trong tay ngăn cản đã không còn kịp rồi. Đột nhiên hắn hét lớn một tiếng, trực tiếp vứt bỏ thiết đao trong tay, thân hình lui phía sau, hai cánh tay bỗng nhiên hóa thành hư ảnh hợp lại, chặn trước người. Một tiếng trầm đục vang lên, sự tình để cho thiếu niên áo trắng ngẩn ngơ lại xuất hiện. Hai tay thạch mục vốn mang theo bao tay màu đen, vậy mà giờ phút này giống như hai cái kiềm bằng sắt gắt gao kẹp chặt đầu thương, ngăn nó lại nửa xích trước người. Nhưng thiếu niên áo trắng lập tức cười lạnh một tiếng tên hung quyền này nghĩ chỉ với hai tay mà có thể kẹp lại thương của hắn thì mười phần sai lầm rồi thiếu niên không chờ thạch mục biến chiêu hai tay cầm cán thương liền vặn xoáy lên sau đó dùng sức hung hăng giật ra o o n g một tiếng cán thương được chế tạo từ tinh thiết bỗng nhiên run rẩy kịch liệt mà đầu thương vẫn bị hai tay thạch mục kẹp chặt không tài nào nhúc nhích lập tức lòng bàn tay thiếu niên áo trắng chuyển đến một cơn đau nhức dữ dội y vội hít sâu một hơi không cần phải nói Hiển nhiên đây là kết quả do vừa rồi y dùng sức quá mạnh nên tự mài rách lòng bàn tay của mình. Đúng lúc này, thạch mục bỗng nhiên xòe năm ngón tay ra gắt gao túm chặt lấy đầu thương. Mà tay kia thì nắm lại thành nắm đấm, hung hăng nện một quyền xuống cán của cây thương. Giặc giặc, cán cây thương vốn dài hơn một trượng được đúc bằng sắt lúc này trực tiếp bị võng xuống ở chính giữa. Đồng thời một cỗ man lực men theo cán thương truyền thẳng đến cánh tay của thiếu niên áo trắng. Không tốt, cái đồ biến thái. Thiếu niên áo trắng dù sớm biết hung quyền có khí lực rất lớn, nhưng tuyệt không nghĩ tới hắn có thể biến thái đến độ tay không chặt sắt. Trong miệng lập tức mắng to, cuống quyết buông tay cầm cán thương ra, một chân đột nhiên đạp mạnh lên mặt đất, mượn lực bắn ngược về phía sau. Oanh, y vừa thả tay ra, nửa đoạn cán thương chỗ y cầm trước đó bị dư lực cú bổ của thạch mục truyền đến đập gần xuống đất, hung hăng nện ra một cái hố to cỡ chậu rửa mặt trên mặt đất, xong lại lập tức nảy ngược lên. Mà thiếu niên áo trắng vừa mới đứng vững, thấy một màn này sắc mặt liền cực kỳ khó coi. Phanh một tiếng, thạch mục lúc này mới tiện tay vứt cây thương sắt bấy giờ đã cong như cây cung xuống đất, đi nhanh về phía đối phương. Đừng đánh, ngươi khí lực quá lớn, ta lại không có vũ khí tiện tay. Giờ ta mới biết nhất lực hàng thập mà trưởng bối trong nhà thường xuyên nhắc đến là có ý nghĩa gì. Gặp phải ngươi tên ra hỏa toàn thân cơ bắp như vậy ta dù có thi triển ra toàn bộ lưu hỏa thương pháp cũng không nắm chắc sẽ thắng. Nhưng mà đợi sau 2-3 tháng nữa, cũng khó mà nói thiếu niên áo trắng lại chợt cười to khoát tay áo nói ngươi nói đánh là đánh muốn ngừng liền ngừng thế gian nào có chuyện tốt như vậy thạch mục dùng âm thanh trầm thấp lạnh lùng nói đầu vai nhóng lên muốn dùng hai nắm đấm hung hăng giáo huấn tên này một trận ta bồi thường tiền ngươi nói cái gì thạch mục loạn trọn suýt ngã gần như tưởng mình nghe nhầm bồi thường tiền ta đây có một túi kim đậu nhỏ đủ để bồi thường tiền thuốc cho các ngươi nhưng mà nói trước đây cũng không phải do ta sợ hung quyền ngươi mà là thấy bây giờ muốn đánh thắng người ta cũng cần phí sức một phen. Nhưng nếu thế thì sẽ làm ta toát một thân đầy mồ hôi. Chỉ để thắng ngươi mà ta trở nên như vậy há chẳng phải là rất tổn hại đến phong thái võ đồ đệ nhất phong thành của ta sao? Thiếu niên áo trắng sau khi cao ngạo ngửa đầu nói xong, khoát tay, ném ra một cái bao bố nhỏ cỡ bàn tay. Thạch mục nghe đến có chút trợn mắt há mồm, gia hỏa có khả năng tự sướng đến trình độ cao như vậy, hắn đúng là lần đầu tiên gặp được. Đúng lúc này, thiếu niên áo trắng đột nhiên quay người chạy như bay. Trên đường chạy đi chân dậm một phát, tung người nhảy lướt qua đầu tường cao hai trượng. Từ tường bên kia vọng đến tiếng nói càng lúc càng xa, ha ha, hung quyền, nhớ kỹ, ta là Vương Thiên Hào, là người về sau sẽ tự tay đánh bại ngươi. Sau đó bên kia liền im bặt, không còn âm thanh nào truyền đến nữa. Chương 15 Kim Ngọc Trân, lúc Phùng Ly Tất Tả dìu cao Viễn lên thì Thạch Mục đã nhặt lấy cái túi trên mặt đất cởi miệng túi nhìn qua, thần sắc của hắn liền tỏ vẻ thỏa mãn. Lão nhị, lần này cũng nhờ có người tới kịp, nếu không các huynh đệ trong bang đều không tránh được một phen bị vương thiên hào này làm nhục rồi. Phùng Ly nhe răng nhếch miệng nhìn thạch mục cười khổ rồi nói. Đúng vậy, cũng nhờ có nhị thủ lĩnh đến kịp lúc. Tên nhãi vương thiên hào là cái thá gì, dưới tay nhị thủ lĩnh chẳng chống nổi hai chiêu đã cầu xin tha thứ rồi. Đúng đấy, danh hiệu đệ nhất võ đồ của phong thành, rõ ràng phải thuộc về nhị thủ lĩnh mới đúng. Những người thuộc hắc hồ hội khác cũng không để ý vết thương đầy người, nhao nhao tâng bốc thạch mục, người nào người nấy cực kỳ kích động và hưng phấn, như thể vừa đánh máu gà vậy. Dù sao vừa rồi bọn họ đều đã nghe rất rõ ràng, tên khốn mà nhị thủ lĩnh thần bí nhất của bang hội mình đánh bại lần này còn được xưng là võ đồ đệ nhất của phong thành. Đây chẳng phải là nói chỉ cần không phải hậu thiên võ giả ra tay thì hắc hồ hội bọn họ có thể nghênh ngang trước mắt rất nhiều tiểu bang phái rồi sao? Được rồi, ta còn có việc, sau này có gì lại nói nhé? Thạch Mục không để ý đến các thành viên khác trong bang, thuận tay nhét túi vào trong ngực áo liền khoát khoát tay cáo từ. "Từ từ đã, lão nhị, ta với lão tam có chuyện muốn nói với ngươi." Phùng Ly thấy vậy thì vội vàng gọi Thạch Mục lại.